Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 56. Có điều tính cách của cô ấy từ trước đến nay luôn yếu đuối, không thích nghi với chuyện bản thân mình là một cao thủ luyện võ thật sự. Ngày đó, Lý Nguyệt cũng như những ngày thường, mang theo em gái Lý Kỳ Kỳ qua ven đường ăn đồ nướng. Mặc dù cô ấy và Lý Kỳ Kỳ là thiên kim tiểu thư, nhưng mà mấy loại đồ ăn như đồ nướng này thì lại chỉ có ăn ven đường mới là ngon nhất. Cứ như vậy, hai chị em ngồi dưới ven đường, yên lặng thưởng thức đồ nướng. Có điều, đột nhiên bên trong quán đồ nướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, liền có hai người đàn ông, nắm tóc một cô gái, ném cô ấy ra khỏi quán đồ nướng. Trong quá trình lôi cô gái ra ngoài, hai người đàn ông còn cầm hai chai bia, ra sức đánh vào mặt cô gái, chắc phải đánh tới 4, 5 cái gì đó. Những mảnh vụn của chai thủy tinh rơi đầy xuống đất. Máu tươi trên mặt cô gái chảy ròng ròng xuống, cực kỳ thê thảm, cô gái kêu rên đầy thống khổ. Nhưng hai người đàn ông này vẫn không ngừng bạo lực cô gái, sau khi kéo ra khỏi quán, còn ném xuống đất, sau đó lại đấm đá thêm một trận. Không chỉ có thế. Người đàn ông này vẫn còn đồng bọn, tổng cộng có 6, 7 người, toàn bộ là những kẻ cao lớn vạm vỡ. Bọn họ cùng nhau xông lên, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Cô gái ngã xuống đất, trong mắt họ gần như cũng chỉ là bao cát mà thôi, vì thế nên họ liên tục chà đạp vào cô ấy. Hiện trường lập tức ồn ào sôi sục, rất nhiều người bình luận ầm ĩ. Thông qua lời bàn tán của mọi người, Lý Nguyệt mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, hai gã đàn ông ban đầu đánh cô gái, là do lúc ở trong quán đồ nướng muốn xin phương thức liên lạc với cô gái này. Cô gái này không cho. Kết quả người đàn ông liền dở trò, quấy rối cô ấy, thậm chí còn sờ soạng mặt cô gái. Cô gái tức quá chịu không nổi, liền đưa tay ra đánh người đàn ông này, kết quả hoàn toàn chọc giận vào anh ta. Vì thế, hai người đàn ông trong quán đồ nướng, đã có hành vi bạo lực với cô gái, sau đó lại đẩy ra bên ngoài và tiếp tục hành hung cô gái, còn ra tay rất nặng, đánh đến đâu là thấm vào da thịt đến đó. Trên mặt cô gái bị đánh toàn là máu. Ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể còn run rẩy liên tục. Nhưng 6, 7 người đàn ông này, vẫn không buông tha cô gái, muốn kéo cô gái này vào một cái ngõ nhỏ. Nhìn thấy tình hình này, đến kẻ ngốc cũng biết bọn họ có ý đồ gì, chắc chắn là định thay phiên nhau làm chuyện đổi bại với cô gái này. Thế là, ngay lúc đó có một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đứng lên, mở miệng ngăn lại muốn cứu cô gái bị đánh đó. Bên cạnh cũng có rất nhiều người nói thêm, ai nấy đều có ý khiển trách 6-7 người đàn ông này, còn có người nói đã báo cảnh sát. Nhưng những người bạo lực kia, căn bản không xem những lời này ra gì, trong đó có hai người đi tới, bắt lấy cái thanh niên mở miệng đầu tiên kia đánh. Cậu thanh niên đó mang theo kính mắt, gầy gò yếu ớt, nhìn qua hào hoa phong nhã, có lẽ đang còn đi học, nhìn thấy cục diện trước mắt là có thể biết được. Cậu thanh niên này rõ ràng không phải là đối thủ của hai tên kia. Thậm chí không hề có sức đánh trả, trực tiếp bị hai cái tên kia đánh ngã, đánh cho một trận tơi bời. Cuối cùng hai tên này lại nhổ một bãi nước bọt vào người cậu thanh niên đó, rồi mới chịu buông tha cậu ấy. 6, 7 gã đàn ông trai tráng đó, dáng người khá lớn, cánh tay trên người đầy hình xăm, hung thần ác sát. Hiện trường mọi người xung quanh đều là người bình thường, nhìn thấy cậu thanh niên bênh vực lẽ phải bị đánh thảm như vậy, còn ai dám mở miệng cơ chứ? Cứ như vậy, mọi người cùng nhau im lặng. Có điều. Lý Nguyệt lại tức như muốn nổ tung, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ như bầu trời u ám, thanh sắt nướng thịt nướng trong tay, trực tiếp bị cô ấy uốn cong. Ngay sau đó, Lý Nguyệt lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh đã lột một góc quần trắng xuống. Che bớt mặt mình rồi đứng dậy. Cô ấy cảm thấy thực lực bây giờ của mình, nhất định có thể giáo huấn 6, 7 cái gã đàn ông này một trận, cho nên muốn ra mặt. Có điều Lý Nguyệt không muốn bại lộ thân phận, tránh gây sự chú ý, để bớt phiền phức. Vì vậy, Lý Nguyệt dùng vải váy trắng, che chắn khuôn mặt mình, sau đó bước ra ngoài. Kết quả không có gì bất ngờ khác, Lý Nguyệt tại đầu hẻm đó, cản lại 6, 7 gã đàn ông gió, vẻn vẹn chỉ phóng xuất ra một lực lượng nhỏ mà thôi, đã đánh cho những tên bạo hành kia máu chảy tung tóe,
quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thành công giải cứu cô gái đang bị ép buộc đó. Sau khi hung hăng dạy dỗ những đám người bạo lực đó, Lý Nguyệt đạp vào không trung, rời khỏi hiện trường. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngày đó, đêm đó, trăng sáng lên cao, bầu trời đầy sao. Cô ấy mặc váy dài màu trắng, lướt qua giữa không trung, trăng sáng cùng bầu trời đầy sao, giống như cảnh tượng phía sau của nàng tiên, lộng lẫy, phiêu tán thoát tục, cảm giác như cô ấy dường như là một tiên nữ từ trên trời hạ xuống. Cảnh tượng này, bị những người đang ở trong quán đồ nướng nhìn thấy được, đột nhiên cảm thấy chấn động như gặp thiên thần, tất cả đều hướng ánh mắt tôn sùng với cô. Thậm chí còn có người chụp ảnh, quay video, đăng lên Internet, khiến cho mọi người bàn tán một trận sôi nổi. Vừa đẹp vừa như tiên nữ, quan trọng là còn ra tay diệt trừ cái ác, đây không phải tiên nữ, thì còn là cái gì được chứ? Vì thế, mọi người đặt cho cô ấy một cái biệt danh. Tiên nữ Giang Bắc, còn có người cảm thấy tiên nữ Giang Bắc nghe không hay, nên đặt cho cô ấy là tiểu tiên nữ. Lý Nguyệt tất nhiên cũng nhìn thấy video và ảnh chụp trên Internet, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, thì ra giúp người khác lại vui sướng như vậy. Còn nữa, cô ấy đối với cái tên tiên nữ Giang Bắc cũng không thích mà cảm thấy cái tên tiểu tiên nữ này nghe hay hơn. Từ đó về sau, Lý Nguyệt liền mê cái thân phận thứ hai của chính mình, khi gặp chuyện bất bình, lập tức bắt đầu ra tay diệt trừ cái ác, giúp người lương thiện. Lúc mới bắt đầu, Lý Nguyệt chỉ là đi đâu vô tình gặp chuyện xấu thì mới ra mặt. Nhưng từ từ, cô ấy không gặp được những chuyện như thế nữa, vì thế liền bắt đầu chủ động tìm chuyện bất công, thường xuyên chạy trước ngó sau, nhìn xem có người nào cần giúp đỡ hay không. Thậm chí, cô ấy còn bất chấp đủ mọi cách để tìm kiếm kẻ xấu, cố ý đưa theo Lý Kỳ Kỳ, hoặc là cô ấy bạn thân Trương Ngu Ca, Hoa Thanh Đại, dẫn các cô ấy cùng đi ăn đồ nướng, đi quán karaoke, tóm lại chỗ nào loạn, thì đi nơi đó. Khi mấy người bạn bè, chị em của mình đang ngồi, thì điều đầu tiên cô ấy làm chính là đi nhà vệ sinh, sau đó liền xuất hiện hình ảnh tiểu tiên nữ, đại sát tứ phương, đánh cho người xấu chạy thở không ra hơi. Từ khi có tiểu tiên nữ, tình hình an ninh ở Giang Bắc tốt hơn nhiều, những tên lưu manh đó trước khi muốn làm chuyện xấu, đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Nhất là trước khi suy nghĩ muốn đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp, mấy tên lưu manh đầu tiên phải nghiêm túc phân tích nghiên cứu, đây có phải hay không là tiểu tiên nữ đang câu dẫn mình phạm pháp hay không? Dần dần, những tên lưu manh đó cũng từ bỏ cái thói quen xấu này, dù sao, bọn họ cũng phân tích không ra, lại không dám cược. Một lúc sau, có mấy câu tại Giang Bắc lưu truyền rất rộng. Có tiểu tiên nữ ở đây, Giang Bắc chúng ta quá an toàn, Hoa Cường sao có tới cũng không dám hỏi ông chủ dưa chín hay chưa. Sao Hoa Cường, ông trùm xã hội đen? Hoa Cường có tính là gì chứ? Quái thú cường đại Beria, đi vào Giang Bắc cũng chỉ có thể là thú cưng của tiểu tiên nữ mà thôi. Theo tôi được biết, cái ngày mà Thanos sao đi vào Giang Bắc, đã bị tiểu tiên nữ chặt đứt tay rồi, căn bản không có cơ hội búng ngón tay luôn. Sao Thanos, là nhân vật phản diện, cực kỳ ác trong phim Marvel. Lúc này, tiểu tiên nữ Lý Nguyệt trong miệng của dư luận bây giờ, vừa kết thúc trạng thái tu luyện, chân khí xung quanh dần dần tiến nhập vào cơ thể cô. Mình bây giờ thật mạnh quá đi, cảm giác như chỉ cần nhấc nhấc tay lên một chút, thì có thể xé rách một đường không khí rồi. Lý Nguyệt giơ tay lên đặt ở trước mắt, nhìn tay của mình, lộ ra một nụ cười đắc ý, nếu như Tô Thương biết mình hiện tại mạnh như thế này, thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ, chắc chắn cảm thấy không thể tưởng tượng được luôn. Thời gian nửa năm không gặp, cũng không biết Tô Thương bây giờ như thế nào rồi, có còn đang bế quan hay không. Lý Nguyệt và Tô Thần Binh, Tô Kiền Khôn, quả thật là có liên lạc với nhau, lần trước khi còn liên lạc, bọn họ nói cho Lý Nguyệt biết. Tô Thương đang núi Côn Lôn bế quan. Có điều hơn một tháng gần đây, Lý Nguyệt cũng không liên lạc với họ, mà toàn tâm toàn ý tu luyện, rồi đi ra ngoài trừ gian diệt ác giúp đỡ người lương thiện. Ba ngày không ra cửa,
bây giờ buổi tối ở Giang Bắc không biết còn loạn hay không. Lý Nguyệt nhìn đồng hồ, tự lẩm bẩm, nhưng giờ lại là buổi sáng, thôi được rồi, lại tu luyện thêm một lúc nữa vậy, buổi tối lại hẹn Kỳ Kỳ, Thanh Đại, còn có Ngô Ca, bốn người cùng ra ngoài, mình phát hiện khi đi chơi cùng với các cô ấy, xác suất gặp được những phần tử bạo lực cực kỳ lớn. Nhất là lúc Thanh Đại đi tất đen, người xấu lại liên tục xuất hiện. Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một hồi, ngay sau đó hai mắt khép hờ, liền muốn bế quan. Có điều đúng lúc này, Tô Thương xuất hiện, một mình đứng ở ngoài cửa trang viên nhà họ Lý. Lần này tới trang viên nhà họ Lý, là vì gặp vợ mình, Tô Thương tất nhiên không muốn để cho Tô Thanh Y đi theo làm bóng đèn rồi. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thế là, khi Tô Thương tới đây, Tô Thương đã để Tô Thanh Y đi vào tháp hư không tu luyện, thuận tiện tập luyện cùng với nhóm thành viên huyết đồ. Đương nhiên, chỉ là một đối một tập luyện mà thôi. Nếu như 49 thành viên huyết đồ, thì triển phục long hợp kích thuật, Tô Thanh Y căn bản không phải đối thủ của họ. Tô Thương. Lý Nguyệt ngay lập tức mở ra hai mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ mừng rỡ vô cùng, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Tô Thương, em đợi anh đã nửa năm, cuối cùng anh cũng tới rồi. Lý Nguyệt nhận ra được khí thức của Tô Thương, cô cực kỳ kích động, vội vàng từ trên giường bước xuống. Ha ha, Tô Thương, anh chắc chắn không biết, em đã phát hiện được anh rồi đâu nhỉ. Lý Nguyệt cao hứng tự lẩm bẩm. Sau đó nói thầm, anh không phải là thích diễn kịch à, rõ ràng rất lợi hại, lại muốn giả vờ làm đại thiếu gia siêu cấp công tử bột. Bây giờ em cũng phải diễn kịch, ẩn tàng thực lực của em, chờ khi thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì em mới để lộ ra, hù chết anh. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt sửa lại một chút quần áo dài trắng của chính mình, khống chế khí tức mạnh mẽ của mình, sau đó đi ra khỏi phòng. Giờ này phút này. Tô Thương đã được người làm ở nhà họ Lý dẫn tới phòng khách. Sau đó, người làm ấy liền đi thông báo cho Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ. Tô Thương thì ngồi ở trên ghế sofa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Với cảnh giới của anh hôm nay, thần thức cực kỳ cường đại, vừa bước vào trang viên nhà họ Lý, anh liền bắt đầu tìm vị trí của Lý Nguyệt rồi. Không có gì ngoài dự đoán, Tô Thương đã tìm được. Hơn nữa còn nghe rõ ràng những lời mà Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một mình đó nữa. Đồng thời, cho dù Lý Nguyệt cố gắng ẩn giấu thực lực, nhưng Tô Thương vẫn cảm giác được cảnh giới của Lý Nguyệt. Võ Tôn, Đỉnh Phong. Thời gian nửa năm mà thôi, Lý Nguyệt không hề có chút nền tảng gì, vậy mà đặt chân đến cảnh giới Võ Tôn Đỉnh Phong, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước mình cho vợ một cái quyền ưu tiên, thông qua biếu tặng để cho cô ấy một bước lên trời, trở thành võ tôn. Tô Thương nhìn không được thầm nghĩ, nhưng cô ấy trước đó, chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ mới hơn nửa năm, thế mà cô ấy liên tiếp tấn cấp, trở thành võ tôn đỉnh phong, cái này có chút không thể tưởng tượng được. Lần đó, tổng cộng có 10 cái tên được ưu tiên. Hôm qua, Tô Thương có quan sát, trong số những người luyện võ đó, chỉ có Thạch Hảo Hãn đặt chân đếm bán võ thánh. Giống như Thạch Cửu Thiên, cũng tiếp nhận biếu tặng, thậm chí lúc trước còn tích lũy kinh nghiệm của người luyện võ nữa nhưng bây giờ cũng chỉ là võ tôn hậu kỳ mà thôi. Nhưng tự một mình Lý Nguyệt đóng cửa bế quan, ẩn giấu thực lực, vậy mà có thể đặt chân đến võ tôn đỉnh phong rồi, thiên phú như thế, quả thật khủng bố, chắc chắn là người đầu tiên trong giới luyện võ rồi. Nếu như cho Lý Nguyệt thời gian, có lẽ ít nhất là 3 năm, nhiều thì 5 năm, cô ấy có thể đặt chân đến cảnh giới võ thánh. Trong vòng 10 năm, thậm chí có cơ hội đạt được thành tựu võ thần. Đối với người tu hành mà nói, bất kể là người luyện võ hay là người tu chân, thiên phú là cực kỳ quan trọng. Người có thiên phú bẩm sinh, tu luyện chỉ cần một phút đồng hồ, có thể so sánh với một năm tiến bộ của một người bình thường rồi. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lý Nguyệt chính là người có thiên tư tuyệt vời. Ha ha, vợ à, vợ có lòng muốn trả thù mạnh quá nha. Còn muốn cùng anh chơi trò ẩn giấu thực lực nữa sao? Tô Thương cười cười,
sau đó thầm nghĩ, được, vậy thì anh sẽ phối hợp với em, chơi với em một trận vậy. Nghĩ đến đây, Tô Thương giả vờ như cái gì cũng không biết, yên lặng ngồi ở trên ghế sofa. Một lát sau, Lý Nguyệt đi đến bên ngoài phòng khách, nhưng cô ẩn giấu khí tức, cũng không có xuất hiện. Hi hi, Tô Thương, anh còn không biết em đang núp trong bóng tối nhìn anh nữa hả? Khóe miệng Lý Nguyệt nhếch lên một nụ cười, nhỏ giọng thầm thì nói, cái tên này, nửa năm không gặp, thế mà lại đẹp trai hơn chút rồi đó nha. Tô Thương đối với đây tất cả mọi chuyện, đều nhìn ra được tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Rất nhanh chóng, Lý Thuần Phong cùng Lý Khuê Võ vội vội vàng vàng đi tới phòng khách. Ha ha, Tô Thương, tên nhóc này trước khi đến cũng không nói một tiếng, làm ông còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Lý Thuần Phong kích động chào hỏi Tô Thương. Ông nội Lý. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, cháu vừa về Giang Bắc, hơn nữa lại muốn gặp Lý Nguyệt, cô ấy đi đâu rồi, có ở nhà không? Ở nhà, ở nhà. Lý Thuần Phong ân cần cười nói, cháu yên tâm đi, nửa năm cháu không có ở đây, ông giúp cháu trông coi nó rất nghiêm, Lý Nguyệt bình thường đều không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông, cháu đừng lo lắng con bé làm chuyện có lỗi với cháu. Chấm hỏi. Lý Nguyệt ẩn núp trong bóng tối nghe nói như thế, nhất thời tức sạm mặt lại, nhịn không được liếc mắt nhìn về phía ông nội. Ông nội ơi là ông nội, nói cái này làm cái gì chứ, chẳng lẽ ở trong lòng ông? Cháu là loại người không biết tuân thủ phép tắc hay sao chứ, hừ hừ. Ông nội Lý, cháu tin tưởng Lý Nguyệt, cô ấy không phải loại người như vậy, cho dù là mấy tiểu thịt tươi sao thượng hạng trong tivi có cởi sạch quần áo ra thì cũng không dụ dỗ được cô ấy đâu. Sao chỉ những chàng trai trẻ nổi tiếng, nhan sắc cực phẩm. Tô Thương nói nghiêm túc, nếu ông nói những lời nghi ngờ phẩm hạnh của Lý Nguyệt như vậy nữa, thì cháu sẽ tức giận đó nha. Lý Nguyệt ở chỗ tối nghe vậy, nhất thời nhếch miệng lên, nhìn về phía Tô Thương trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ha ha! Đây mới là người đàn ông của Lý Nguyệt này chứ, hiểu em quá mà, Tô Thương, em quả nhiên không có tin lầm người mà. Ha ha ha, Tô Thương, ông chỉ đùa với cháu thôi, chỉ là thuận miệng nói, cháu đừng coi là thật. Lý Thuần Phong vội vàng nói, ông ấy có chút lờ mờ, cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Mà sao tên nhóc Tô Thương này lại nghiêm túc đến vậy sao? Ông nội Lý, ông nhanh gọi Lý Nguyệt ra đi, nửa năm không gặp cô ấy, cháu nhớ cô ấy quá, nhớ cô ấy đến tâm trạng bất ổn luôn rồi nè. Tô Thương lo lắng nói ra. Lần này, Lý Thuần Phong còn chưa mở lời, Lý Nguyệt đã không thể tiếp tục che giấu nữa, sải bước tiến lên, vừa đi vừa nói. Tô Thương, nhớ em đến tâm trạng bất ổn, lời anh nói là sự thật sao? Lý Nguyệt chạy ra, nghe được giọng nói, Tô Thương rời ánh mắt nhìn qua, giả vờ như rất kinh ngạc nói, a hát, vợ à, em đến đây từ lúc nào thế, sao anh không có phát hiện được em nhỉ? Em đã ở đây lâu rồi. Lý Nguyệt giọng điệu bình thản, có điều, đáy mắt lại có một chút kiêu ngạo, gần như muốn nói, hì hì, không thể phát hiện em được đâu. Ngay sau đó, Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, hỏi lần nữa, nhanh nói đi. Anh thật sự nhớ em đến tâm trạng bất ổn luôn hả? Đương nhiên là thật rồi. Tô Thương nói nghiêm túc, vợ à, anh có thể thề, nửa năm qua, em không ở bên cạnh anh, một ngày của anh trôi qua bằng một năm đó, dù anh có ăn sơn hào hải vị thì cũng không cảm thấy thơm gì. Thôi đi, nói năng ngọt xớt, em không tin đâu. Lý Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Thương một chút, ngoài miệng nói không tin, nhưng khuôn mặt ngọc lại có chút ửng hồng. Thật mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thương đi đến, giữ chặt tay Lý Nguyệt, khẽ cười nói, vợ à, đừng nói về anh nữa, em có nhớ anh hay không hả? Em không hề, Lý Nguyệt giả vờ nói. Nói dối, anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết em đang nói dối rồi. Tô Thương nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, vợ à, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy, sao em ở bên ngoài mà anh lại không phát hiện được? Điều đó không có khả năng nha, em chỉ là người bình thường, với cảm giác của anh, đáng ra có thể phát hiện ra em mới đúng chứ. Chuyện này là bởi vì chính mình ẩn giấu thực lực, người khác tất nhiên không phát hiện được. Lý Nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài,
mà thuận miệng giải thích nói có lẽ là do anh không để ý đó. Thì ra là thế. Tô Thương khẽ gật đầu, phối hợp diễn kịch với Lý Nguyệt, nói tiếp, vợ à, em muốn tu luyện phải không? Vừa hay gần đây anh có thời gian, có thể dạy em, để em trở thành người luyện võ cường đại. Ha ha, ý này hay đó. Lý Nguyệt còn chưa mở miệng, Lý Khuê Võ bên cạnh liền vui vẻ cười nói, Lý Nguyệt, Tô Thương bây giờ rất lợi hại nha, sau này con theo nó tu luyện, tương lai của nhà họ Lý đều nhờ vào con đó. Con không muốn. Lý Nguyệt trực tiếp từ chối, bài xích nói ra tu luyện có cái gì hay đâu, mệt chết đi được, hơn nữa lại không có chút thục nữ nào, con không thích, con muốn làm một cô gái dịu dàng nho nhã, không muốn vung đạo múa kiếm gì hết. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Nguyệt lại như nở hoa. Hi hi, Tô Thương, anh cũng không phát hiện được em, thực lực chắc chắn không bằng em rồi, anh còn muốn dạy em tu luyện nữa sao? Đừng đùa vậy chứ, thà nói để em dạy cho anh còn nghe được hơn đó. Trong lòng Lý Nguyệt kiêu ngạo, cảm thấy việc ẩn giấu thực lực thật thú vị. Cái con bé này, hồ đồ rồi, ông chỉ có cháu và Kỳ Kỳ là hai cháu gái, Kỳ Kỳ chỉ biết chơi, không đáng trọng dụng, nếu cháu lại không đứng ra, thì chuyện lớn trong nhà họ Lý sẽ để ai gánh đây chứ? Lý Thuần Phong cũng muốn để Lý Nguyệt học võ công, liền khuyên, Lý Nguyệt, nghe lời ông nội, ít nhiều cũng nên theo Tô Thương học hỏi chút đi. Lý Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của ông nội và cha mình, suýt chút mừng như điên, nhịn không được mà ảo tưởng đến chuyện không biết sau khi họ biết mình mạnh thế này thì sẽ có bộ dạng gì, chắc chắn là cực kỳ đặc sắc đó. Chẳng trách Tô Thương trước đó ẩn giấu thực lực, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng nha. Mình rất giỏi, mình biết mình rất giỏi, nhưng người khác lại không hề hay biết, ha ha ha. Ông nội Lý, cháu chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi, nếu Lý Nguyệt không đồng ý học, thì thôi bỏ đi. Tô Thương cười cười nói, dù là cô ấy không biết võ công, cháu cũng có thể bảo đảm cô ấy đời đời kiếp kiếp, bình yên vô sự, nhà họ Lý cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ha ha, được, không hổ là cháu rể tốt của ông. Lý Thuần Phong nghe nói như thế, hài lòng vuốt vuốt sợi râu. Lý Khuê Võ tất nhiên cũng tiếp tục thuyết phục Lý Nguyệt nữa, sau đó chuyển chủ đề nói, Tô Thương, cháu và Lý Nguyệt nửa năm không gặp, cháu đưa nó ra ngoài chơi một chút đi. Hai người các ông không làm kỳ đà cản mũi nữa. Ha ha, được. Tô Thương cười đồng ý, sau khi chào Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ, liền dẫn Lý Nguyệt đi ra khỏi phòng khách. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lý Thuần Phong nhẹ khẽ cười nói, tên nhóc Tô Thương này, thật là xứng với Lý Nguyệt, đúng là cặp đôi trời sinh mà. Cha! Lý Khuê Võ gật gật đầu, sau đó cười khổ nói, Tô Thương bây giờ, càng thâm sâu khó lường, nửa năm trước. Nó ở núi võ đang mở ra biến đổi của giới luyện võ, sau đó liền đi núi Côn Luân bế quan. Nửa năm sau, nó xuất quan, việc đầu tiên cũng là đi núi Cửu Phong, làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Ồ, Lý Thuần Phong nghi ngờ nói, chuyện ở núi võ đang, cha thật ra đã từng nghe nói, gần đây cha đang bế quan, Tô Thương lại làm được chuyện lớn gì thế? Chuyện 10 tên cao thủ ngoại vực cao thủ đến trái đất, chắc hẳn cha cũng biết. Bọn họ đi đến gần như tất cả các ngọn núi nổi tiếng, sau đó hướng ánh mắt đến núi Cửu Phong. Lý Khuê Võ kể, mà núi Cửu Phong, có đệ nhất cao thủ giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh nhưng rất đáng tiếc, bà ấy chỉ có thể ngăn cản một tên cao thủ ngoại vực mà thôi, trong khi đó có tới 4 người cùng đi đến núi Cửu Phong. Tất cả mọi người đều cho rằng, núi Cửu Phong chắc chắn bị thất thủ, sẽ nhanh chóng rơi vào tay ngoại vực. Lý Khuê Võ nói đến đây, kích động. Giọng điệu chuyển hướng nói, nhưng thời khắc quan trọng, Tô Thương xuất hiện, đại sát tứ phương, quét ngang ngoại vực. Những cao thủ ngoại vực đó, người thì chết, người thì chạy trốn, gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt hết. Lý Khuê Võ hưng phấn nói, Tô Thương thành công giữ vững được núi Cửu Phong, tiêu diệt đám cao thủ ngoại vực hung hãng phách lối. Bây giờ, bất kể là người luyện võ hay là thập đại cổ tộc, đều phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Thương. Cậu ấy là hoàn toàn xứng đáng là người đệ nhất trong thiên hạ. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Lý Thuần Phong vuốt vuốt sợi râu, cao hứng nói, nhà họ Lý có con rể cường đại như thế, đúng là vinh hạnh to lớn mà. Đúng vậy. Lý Thuần Phong gật gật đầu, sau đó cười khổ nói, vì thế con cảm thấy, Lý Nguyệt có thể gả cho Tô Thương, có chút trèo cao rồi, là nhà họ Lý chúng ta may mắn đó chứ.
vậy thì sao chứ? Lý Thuần Phong không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại mặt dày mày dạn nói ra, người khác muốn trèo cao, còn cao trèo không được đó chứ. Có lý lắm. Lý Khuê Võ nghe vậy, nhẹ gật đầu, rồi nói ra, chỉ có điều, cha à, sau này cần phải đối xử tử tế Tô Thương hơn, phải ôm chặt lấy cây to này, đừng để cậu ấy chạy thoát. Đó là chắc chắn rồi. Lý Thuần Phong nói tiếp, lần trước cha đưa cho Tô Thương 10 mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc, cậu ấy đã nhận, tên nhóc này quả thực là đào hoa đó. Khuê Võ, còn bớt chút thời gian đi đến phía tây Mông Cổ, tìm mười mấy cô xinh đẹp tuyết sắc về đây, Tô Thương chắc chắn rất thích đó. Lý Thuần Phong cười nói, dù sao tên nhóc này cũng đào hoa, chúng ta tìm thêm một số cô gái tuyệt sắc, coi như là đặt của hồi môn cho Lý Nguyệt đi. Cái này, được, chuyện này con sẽ sắp xếp. Lý Khuê Võ cảm thấy không rất thích hợp, làm gì có chuyện của hồi môn tuyệt sắc chứ, có điều suy nghĩ kỹ lại thì vẫn đồng ý. Hợp lý mà, như thế mới có thể nịnh nọt Tô Thương được. Một bên khác, Tô Thương cùng Lý Nguyệt vừa ra khỏi trang viên nhà họ Lý, liền gặp Trương Ngô Ca lao đầu đi tới. Điều đáng nói là, Trương Ngô Ca không còn là tóc ngắn nữa, nửa năm này cô ấy đã giữ lại tóc dài rồi. Hôm nay, Trương Ngô Ca mặc quần ngắn màu trắng, bên trên mặc đồ ngắn tay dệt kim sáng màu. Cái bộ dạng này, lộ ra đôi chân dài của cô ấy. Dáng người cũng tinh tế, sắc sảo hơn nữa còn thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua cực kỳ có phong thái của một cô gái đẹp. Chỉ có điều, giờ phút này Trương Ngô Ca cực kỳ hoảng hốt, nhìn thấy Lý Nguyệt, giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới. Lý Nguyệt, có một tên biến thái đang đuổi tớ, làm tớ sợ muốn chết, nhanh gọi vệ sĩ nhà cậu ra đi. Trương Ngô Ca sau khi chạy đến, nhìn thấy Tô Thương nắm tay Lý Nguyệt, liền lườm Tô Thương một cái. Sau đó, cô ấy trực tiếp đẩy tay Tô Thương ra, để tay mình nắm lấy tay Lý Nguyệt, sợ hãi dựa lên vai Lý Nguyệt. Tô Thương khó chịu, lập tức liền định giật tay Trương Ngô Ca ra, có điều lại bị ánh mắt của Lý Nguyệt cản lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Ngô Ca là con gái, ôm Lý Nguyệt thì cứ để cô ấy ôm đi, dù sao cũng không có tổn thất gì, Tô Thương lúc này mới bỏ đi ý định ra tay. Ngô Ca, cậu không sao chứ? Đi vào nhà tớ thì không cần sợ hãi nữa rồi, có tớ ở đây, không có ai động được cậu đâu. Lý Nguyệt vừa nói, liền ý thức được chính mình nói như vậy quá phách lối rồi, người khác vốn không biết mình có võ mà. Thế là, Lý Nguyệt nói thêm, ý của tớ là, Tô Thương sẽ bảo vệ chúng ta, anh ấy rất lợi hại. Trương Ngô Ca nghe nói như thế, tâm trạng lo lắng đã được xoa dịu một chút. Ngô Ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cái gì biến thái hả? Lý Nguyệt dò hỏi. Là thế này. Trương Ngô Ca sau khi ổn định lại tâm trạng, liền nói, nhà tớ không phải ở lối bên kia hay sao chứ? Vừa rồi tớ qua siêu thị mua đồ, ai ngờ gặp một người, giống như kẻ điên vậy, nhìn thấy tớ thì cười không ngậm miệng vào được, xông lên định ôm tớ. Tớ tất nhiên sẽ không chiều kẻ đó rồi, đưa tay lên đánh kẻ đó một cái, kết quả kẻ đó không những không tức giận. Còn nói loại cảm giác này quá quen thuộc, nói tớ từ nhỏ đã đánh kẻ đó, thậm chí còn để tớ đánh thêm mấy lần nữa, giúp kẻ đó nhớ lại tuổi thơ. Trương Ngô Ca nghiến răng nói ra, Lý Nguyệt, cậu nói thử xem, trên thế giới làm gì có loại người này chứ, thật sự là biến thái mà. Lúc ấy tớ cực kỳ sợ hãi, choáng váng, không mua được bất kỳ cái gì, trực tiếp chạy ra khỏi siêu thị, nhưng kẻ đó lại theo đuổi không dứt, vừa đuổi theo tớ vừa gọi tớ là chị của kẻ đó. Trương Ngô Ca mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, cái tên đó là một người to lớn, ít nhất cũng tầm 1m9, râu ria xồm xoàm, mặt mũi đầy tang thương, có lẽ hơn 50 tuổi, còn gọi tớ là chị, tớ khinh, giả bộ non nớt cái gì chứ? Tớ đoán kẻ đó cũng là biến thái, cái thể loại tâm lý biến thái đó, tớ không dám đứng lại một giây nào nữa. Trương Ngô Ca tiếp tục nói, chắc chắn không còn kịp báo động, vừa hay cái kia siêu thị kia gần nhà cậu. Tớ nghĩ đến chuyện nhà cậu có vệ sĩ, ông nội Lý và bác Lý cũng đều là cao thủ luyện võ, cho nên liền chạy qua tới tìm mọi người giúp đỡ. Lý Nguyệt, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, nhanh đi gọi bảo vệ nhà cậu đi, hôm nay tớ nhất định phải dọn dẹp cái tên biến thái kia thật sạch sẽ, cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Trương Ngô Ca nghiến răng nghiến lợi quyết tâm. Thế mà còn có loại người này hả, tâm lý có bệnh thì đi tìm thầy thuốc đi chứ,
nếu không ổn thì phải đến bệnh viện tâm thần, đến dọa người làm cái gì chứ? Lý Nguyệt cũng tức giận, sau đó ân cần hỏi han, Ngô ca, kẻ đó không làm cậu bị thương chứ? Cái này thì không, kẻ đó ôm tớ một cái, tớ trực tiếp đẩy ra, còn đánh kẻ đó mấy cái nữa, cũng không tính là bị thiệt hại gì đâu. Trương Ngô ca nói tiếp, nhưng kẻ đó cứ luôn đuổi theo tớ, Lý Nguyệt, không thể bỏ qua kẻ đó được. Không thiệt hại gì thì tốt rồi. Sau khi hỏi thăm chuyện xảy ra, Lý Nguyệt liền bắt đầu trấn an Trương Ngô ca, Ngô ca, bình tĩnh lại đi, bớt giận, suy nghĩ kỹ một chút, người kia trong lòng có vấn đề, đó là bệnh nhân, cậu nên khoan dung độ lượng một chút. Nếu như kẻ đó khỏe mạnh, mà dám làm loại chuyện này, vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua rồi, nhưng theo như lời cậu nói, thì chúng ta cũng không đến mức tính toán với một bệnh nhân tâm thần đó chứ. Lý Nguyệt cười nói. Cô ấy từ trước đến nay luôn lương thiện. Vừa rồi nói người kia như vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời, quan tâm đến Trương Ngô ca mà thôi, nên mới có thể quả quyết muốn lấy lại công bằng cho bản thân của mình. Cậu nói có đạo lý. Trương Ngô ca nghĩ nghĩ, sau đó nói, tính toán với một bệnh nhân tâm thần, không xứng đáng, hạ thấp thân phận của tớ. Ha ha, đúng, cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt. Lý Nguyệt vuốt lấy sợi tóc trên trán. Mỉm cười nói, Ngô ca, đi thôi, chúng ta đi dạo phố, tớ mời cậu uống trà sữa. Ừm. Trương Ngô ca nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tô Thương, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, Lý Nguyệt, anh ta không phải rời khỏi Giang Bắc rồi sao, trở về lúc nào thế? Hôm nay, Lý Nguyệt cười trả lời. À, Trương Ngô ca rõ ràng nhìn thấy Tô Thương là lại khó chịu, sau đó nói ra, Tô Thương, anh bận gì thì làm đi. Giờ Lý Nguyệt muốn đi dạo cùng tôi, một người đàn ông như anh, đi bên cạnh chúng tôi không thích hợp đâu. Ha ha! Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt Trương Ngô ca, thản nhiên nói, tại sao tôi phải nghe lời cô? Hôm nay tôi mới trở về Giang Bắc, vất vả lắm mới gặp được Lý Nguyệt, hai chúng tôi còn dính nhau chưa chán đâu, chưa gì cô đã muốn tôi đi khỏi đây rồi sao? Tô Thương, thái độ của anh là gì chứ? Trương Ngô ca nghiến răng nói ra, tôi là bạn tốt của Lý Nguyệt, anh nói chuyện với tôi như vậy làm gì chứ? Là cô nói chuyện khó nghe trước, Tô Thương thản nhiên nói. Tôi không có. Đô Trương Ngô ca nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị tiếp tục trách Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt đứng ra hòa giải, Ngô ca, được rồi, đừng nóng giận. Chúng tớ muốn dạo phố, chắc chắn sẽ mua một chút quần áo, giày dép các thứ, để Tô Thương đi theo đi, vừa hay giúp chúng ta xách đồ. Lý Nguyệt cười nói. Ý kiến hay đó. Lý Nguyệt và Trương Ngô ca sau khi nhìn thấy người đàn ông mang cái trống da thú lớn thì đều bị dọa cho phát sợ. Cho dù Lý Nguyệt bây giờ cũng đã là một cao thủ luyện võ thì phản ứng đầu tiên của cô ấy vẫn là hoảng sợ. Dù sao thì cô ấy cũng là một bước lên trời, đạt được cảnh giới võ tôn chỉ trong vòng nửa năm, cho nên các phản xạ theo bản năng rất khó để từ bỏ được. Về phần Trương Ngô ca thì càng hoảng sợ hơn nữa, lúc trước đã bị người đàn ông này dọa cho chạy mất dép. Lúc này cô ấy mặt mũi trắng bệch núp sau lưng Lý Nguyệt, có thể nhìn ra được là cô ấy đang thật sự hoảng sợ. Nhưng mà... Sau khi Tô Thương nhìn rõ mặt của người đang đến đó thì anh liền nở một nụ cười. Bởi vì người đàn ông mang cái trống da thú này không phải ai khác, chính là Trương Mộ Cổ. Lần tạm biệt trước. Đã là nửa năm trước rồi, không ngờ Trương Mộ Cổ vậy mà vẫn đang ở Giang Bắc. Sau khi nhận ra Trương Mộ Cổ, Tô Thương cũng không tiến lên trước, mà tiếp tục đứng ở phía sau Lý Nguyệt và Trương Ngô ca, anh muốn dạy dỗ Trương Ngô ca một chút. Cô ấy không phải sợ Trương Mộ Cổ sao, vậy thì cứ để Trương Mộ Cổ dọa cô ấy cho đã đi, xem cô ấy còn dám phách lối như vậy nữa không. Trương Ngô ca nghe nói như thế, nhất thời trong lòng nở hoa. Khiêu khích nhìn về phía Tô Thương, cười nói, Tô Thương, có nghe không hả, anh cứ chờ đó mà xách đồ là được, nếu không có việc gì thì đừng nói chuyện, cũng đừng đến gần tôi nhìn thấy anh là đã cảm thấy dị ứng rồi. Nói xong, Trương Ngô ca liền kéo cánh tay Lý Nguyệt đi theo hướng 2 giờ đồng hồ. Cái con nhỏ này, thật là ngang ngược quá. Ông đây trêu chọc cô một chút, mà đến mức ghét bỏ tôi thế sao hả? Tô Thương có chút buồn bực. Có điều nhìn thấy Lý Nguyệt quay đầu nở nụ cười, trấn an chính mình, tâm trạng của Tô Thương nhanh chóng tốt hơn. Được rồi, nể mặt vợ,
tôi không chấp nhặt với cô. Cứ như vậy, Tô Thương đi theo sau lưng Lý Nguyệt và Trương Ngô Ca, rời khỏi trang viên nhà họ Lý. Lý Nguyệt và Trương Ngô Ca, bình thường hay gặp mặt, tình cảm cực kỳ tốt, trên đường đi vừa nói vừa cười. Có điều, chỉ sau 1-2 phút, nụ cười trên mặt Trương Ngô Ca lập tức tắt hẳn, đồng thời bị dọa đến kêu thành tiếng. Biến thái! Tên biến thái kia lại tới rồi. Lúc này, Trương Ngô Ca ôm chặt lấy cánh tay Lý Nguyệt, thấp thỏm lo âu chỉ vào thân hình một người đàn ông khôi ngô trước mặt. Cái người đàn ông bị Trương Ngô Ca xem như biến thái này, nhìn qua có lẽ khoảng 20-30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, thể lực cường tráng. Lúc này cậu ta cảm xúc cực kỳ kích động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn vào Trương Ngô Ca, trong mắt vui vẻ khó mà hình dung được, hai tay đều như muốn phát run. Đáng nhắc tới chính là, cái người đàn ông khôi ngô này cực kỳ quái dị, trên vai khiêng một cái trống lớn da thú cảm giác đã có cũ kỹ, không hợp chút nào với những người xung quanh. Cậu sao lại đuổi đến đây rồi, cút đi, đừng lại gần tôi, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Lúc này, Trương Ngô Ca căng thẳng nói. Chị! Trương Mộ Cổ để cái trống da thú xuống đất, nhìn Trương Ngô Ca rồi kích động nói, em là Mộ Cổ, là em trai ruột của chị không nhận ra em sao? Ai là chị của cậu, đừng gọi bậy bạ, cậu cũng không tự nhìn xem mình già thế nào rồi, mà còn không biết xấu hổ gọi tôi là chị, tôi làm gì lớn tuổi như vậy chứ? Trương Ngô Ca tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng nói, già như cậu có khi còn làm ông nội tôi được luôn rồi, còn giả bộ còn trẻ gì chứ? Phi, không đúng, cậu còn lâu mới là ông nội của tôi, chúng ta không có quan hệ gì hết, cậu mau đi đi, đừng ép tôi phải báo cảnh sát. Trương Ngô Ca lại uy hiếp lần nữa. Chị, em năm nay mới 26 tuổi thôi, còn chị thì để em tính xem. Trương Mộ Cổ suy nghĩ một lát sau đó nói, chị 29 tuổi, chị, em thật sự là em trai của chị mà, chị chính là chị gái của em. 29 tuổi. Trương Ngô Ca dường như rất để ý đến chuyện tuổi tác, thế là nghiến răng nói, 29 tuổi chẳng phải sắp qua 30 tuổi rồi sao, cậu mới là 29 tuổi. Tôi rõ ràng mới có 21 tuổi thôi. Chị, chuyện tuổi tác sau này về nhà hãy nói sau, cha và ông nội sẽ kể cho chị nghe. Trương Mộ Cổ tiến lên trước, nói chị bây giờ không nhận ra em chắc chắn là đã bị Tây Môn Long Hổ Tiếu làm cho bị thương ở đầu rồi. Đi theo em đi chị, em đưa chị về Phượng Dương khám. Cái đồ biến thái điên khùng, cút đi, ai muốn theo cậu về nhà chứ? Trương Ngô Ca hoảng sợ lùi lại về sau mấy bước. Chị, tình hình bây giờ của chị khá nghiêm trọng rồi, em chỉ đành ép chị quay về nhà thôi, em đắc tội rồi. Nói xong, Trương Mộ Cổ liền tiến lên trước, trực tiếp phát Trương Ngô Ca lên vai của mình. Cậu là đồ biến thái, tôi không quen cậu, mau thả tôi xuống, Lý Nguyệt, cứu tớ. Trương Ngô Ca bị dọa cho khóc thét, vừa khóc vừa đánh vào người Trương Mộ Cổ. Nhưng mà... Trương Mộ Cổ lại không hề để ý. Cứ thế vác chị gái của mình đi. Cậu đứng lại. Lý Nguyệt đã lấy lại bình tĩnh, hơn nữa bản thân cô ấy là một cao thủ siêu mạnh, cho nên không cần thiết phải sợ. Thế là... Cô ấy lấy hết dũng khí, nghiến răng nói, thả cô ấy xuống, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi không đánh con gái. Trương Mộ Cổ nhìn Lý Nguyệt nhưng bước chân không hề dừng lại, anh ấy chuẩn bị rời khỏi nơi này. À, đồ biến thái đáng chết, không, ông nội, cầu xin ông thả tôi ra, tôi thật sự không phải chị gái của ông, hu. Trương Ngô Ca hoảng sợ đến phát điên rồi, không ngừng khóc hu. Chị đừng sợ, em sẽ không làm chị bị thương đâu, về đến nhà rồi chị sẽ biết hết tất cả. Trương Mộ Cổ khẽ nói, đến lúc đó chị muốn đánh em thì đánh, em chắc chắn sẽ không đánh trả lại, ai bảo chị là chị của em làm gì. Nói xong, Trương Mộ Cổ liền bước tới bên cạnh cái trống da thú, dùng chân đá nó lên không trung, sau đó lại dùng cánh tay khéo léo, chuẩn xác của mình kẹp lấy cái trống da thú bự kia, rồi định nghênh ngang rời đi. Hừ! Không biết tốt xấu. Lý Nguyệt thấy vậy, thực sự không nhịn được nữa rồi, cô ấy định ngưng tụ chân khí dạy dỗ Trương Mộ Cổ một phen. Nhưng mà lúc này, cô ấy bỗng nhiên nhớ tới Tô Thương vẫn còn đang đứng ở phía sau.
nếu như mình sử dụng chân khí há chẳng phải đã để lộ ra thực lực rồi sao? Che giấu thực lực thú vị như vậy, trong lòng mình luôn mừng thầm, mình còn chưa chơi chán nữa mà. Lý Nguyệt thầm nghĩ, Tô Thương cũng biết võ công, mặc dù không bằng mình, nhưng cũng không yếu. Chỉ bằng để Tô Thương ra tay trước, đợi đến khi anh ấy không đánh lại thì mình mới ra mặt, đến lúc đó anh ấy nhìn thấy thực lực của mình rồi, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà coi, thậm chí có khi còn cảm thấy xấu hổ nữa, ha ha ha. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt liền không kiềm được mà nở một nụ cười, sau đó nói, Tô Thương, anh nhanh đi cứu Ngu Ca đi, không thể để cô ấy bị tên biến thái kia mang đi được. Trương Ngu Ca đang bị Trương Mộ Cổ vác ở trên vai cũng nhớ tới Tô Thương, liền vội vàng nói, Tô Thương, tôi sai rồi, lúc nãy tôi không nên nói với anh như vậy, anh giúp tôi đi, cầu xin anh đó. Lúc này, cả cơ thể của Trương Ngu Ca đang nằm vắt vẻo trên vai của Trương Mộ Cổ, mặt hướng về phía Tô Thương. Tô Thương có thể nhìn thấy rõ ràng nổi kinh hoàng và hoảng sợ trong đôi mắt của cô ấy, anh cảm thấy cô ấy bị trừng phạt như vậy cũng đủ rồi. Bởi vậy, Tô Thương liền mở miệng nói, vốn dĩ chuyện này tôi định không xen vào, nhưng nể mặt vợ tôi, cộng thêm thái độ cầu xin của cô cũng không tệ, thôi bỏ đi, tôi giúp cô một lần vậy. Tiếp theo đó, Tô Thương khẽ cười nói, Trương Mộ Cổ, được rồi, dừng lại đi, đừng dọa chị cậu nữa. Hừ. Trương Mộ Cổ liền dừng bước, sau khi xoay người lại nhìn thấy Tô Thương, thì biểu cảm lập tức trở nên vui mừng. Kích động nói, Tô đại thiếu gia, thật sự là anh sao, anh đến đây lúc nào vậy? Trương Mộ Cổ từ lúc xuất hiện thì toàn bộ sự chú ý của mình đều dồn vào Trương Ngu Ca, cho nên mới không để ý đến những người ở xung quanh. Vừa rồi, anh ấy nghe Lý Nguyệt và Trương Mộ Cổ kêu lên tên của Tô Thương thì anh ấy cũng chỉ nghĩ là trùng hợp trùng tên mà thôi. Dù sao thì tứ đại thiếu gia cũng đang bế quan trên núi Côn Luân, cho nên không thể xuất hiện ở đây được. Nhưng sau đó, Trương Mộ Cổ vậy mà lại nghe thấy tiếng của Tô Thương, ngoảnh đầu lại nhìn thì đúng là Tô Thương thật, cho nên anh ấy mới vô cùng vui mừng, ngạc nhiên. Ha ha, tôi từ đầu đến cuối đều đứng ở đây, anh Mộ Cổ, chỉ là anh không nhìn thấy tôi mà thôi. Tô Thương cười nói. Khụ khụ, tôi. Trương Mộ Cổ đặt cái trống ra thú xuống, đưa tay gãi gãi sau gáy, lúng túng nói, xin lỗi Tô đại thiếu gia, tôi nhìn thấy chị tôi rồi. Tôi quá kích động, cho nên. Không cần giải thích, tôi hiểu mà. Tô Thương chỉ về phía Trương Ngu Ca, sau đó khẽ cười nói, anh thả chị gái anh xuống trước đi, cứ khiêng như vậy, cô ấy cũng khó chịu lắm. Nghe thấy lời của Tô Thương, Trương Mộ Cổ mới phản ứng lại, vội vàng đặt Trương Ngu Ca xuống, đồng thời nhẹ giọng nói chị, xin lỗi, lúc nãy em thô lỗ quá. Trương Ngu Ca sau khi đứng vững lại thì nhìn Trương Mộ Cổ một cái rồi vội vàng chạy thật nhanh trốn sau lưng của Lý Nguyệt. Trương Mộ Cổ thấy vậy liền nở một nụ cười khổ, chị gái không nhận ra anh ấy rồi, đây mới là điều khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh Mộ Cổ. Lúc này, Tô Thương tiến lên, dò hỏi, anh Mộ Cổ, nửa năm này đã xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại đến Giang Bắc, còn lôi thôi lếch thếch nữa chứ? Một thanh niên trẻ tuổi như vậy mà nhìn giống như lão già 6-70 tuổi vậy. Hai, chuyện này nói ra thì dài lắm. Trương Mộ Cổ thở dài một hơi, sau đó rủ rỉ nói, nửa năm trước, sau khi anh rời khỏi núi Võ Đang, thì tôi liền đi theo anh Phú Quý đến Giang Bắc chơi. Thành Phượng Dương và Giang Bắc hoàn toàn là hai nơi khác nhau cho nên tôi muốn đi trải nghiệm con người, phong cảnh ở Giang Bắc một chút, muốn thử ăn những món ăn vặt ở đó như thế nào. Trương Mộ Cổ lại nói, nhưng mà, ngày thứ ba sau khi tôi tới Giang Bắc thì Giang Bắc liền tổ chức một cuộc thi lựa chọn tiết mục xuất sắc nhất, gọi là M Thanh hay nhất ở Giang Bắc. Tôi và anh Phú Quý sau khi nghe thấy tin này liền lập tức nhảy cẫng lên, đây không phải là dành riêng cho chúng tôi hay sao? Dựa vào tiếng trống của tôi, cùng với tiếng kèn sona của anh Phú Quý, nếu như tham gia M Thanh hay nhất ở Giang Bắc thì há chẳng phải chuyện dễ dàng nhất trên đời sao? Trương Mộ Cổ nói tiếp, thế là, tôi và anh Phú Quý cùng chuẩn bị mấy ngày liền, mỗi ngày đều luyện tập cho đến khuya, thấm thoát đã đến ngày tuyển chọn bắt đầu rồi. Tôi vác theo trống gia thú, anh Phú Quý cầm theo chiếc kèn sona, hai người chúng tôi tràn đầy tự tin tham gia M Thanh hay nhất Giang Bắc, kết quả. Nói đến đây,
Trương Mộ Cổ liền dừng lại một lúc, có hơi chút xấu hổ. Tô Thương thấy vậy, nhịn không được bèn suy đoán nói, bị loại khỏi buổi thử giọng rồi. Ừm. Trương Mộ Cổ kinh ngạc hỏi, Tô đại thiếu gia, chúng tôi bị loại, xác suất nhỏ như vậy, mà anh cũng đoán ra sao? Xác suất nhỏ. Người anh em, anh đang nghiêm túc sao? Hai người các anh, một người thì đánh trống, một người thì thổi kèn sona, đều là những âm thanh không bình thường chút nào, bị loại không phải là chuyện nằm trong khả năng dự đoán sao? Nếu như hai người không bị loại vậy thì M Thanh hay nhất ở Giang Bắc chính là có vấn đề bên trong rồi. Tô Thương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Mộ Cổ, cuối cùng không đành mà nói rõ sự thật, mà chỉ nói, anh Mộ Cổ, chuyện này không phải là điều quan trọng là tiếp theo là sao vậy, anh nói tiếp đi. Được. Trương Mộ Cổ gật đầu nói, sau khi chúng tôi bị loại, không lâu sau, thì có người ở núi Côn Luân tới, bọn họ muốn đón tôi và anh Phú Quý đi đến núi Côn Luân tu luyện. Anh Phú Quý đi rồi, sau khi tôi suy nghĩ một hồi thì tôi không có nhận lời. Trương Mộ Cổ nói, lúc đầu anh cho tôi một suất thưởng, tôi tu luyện hệ thống luyện võ, thế như trẻ tre, lại thêm tôi đến từ nhà họ Trương ở thành Phượng Dương, bản thân tôi có nguồn tài nguyên tu luyện, có đi đến núi Côn Luân hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn. Sau khi anh Phú Quý đi rồi, tôi cũng không rời khỏi Giang Bắc mà tìm một nơi bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài nếm thử đồ ngon vật lạ của Giang Bắc. Nói đến xuất thưởng, Trương Mộ Cổ liền cảm kích nói, Tô đại thiếu gia vẫn phải cảm ơn anh nhiều vì đã cho tôi cơ hội này, nếu không tôi chắc chắn không có cách gì đạt được thành tựu như bây giờ. Ha ha, anh Mộ Cổ khách sáo rồi. Thiên phú của anh vốn dĩ không tệ, cái suất thưởng này cho anh là đúng rồi. Tô Thương cười nói, nhưng mà, anh Mộ Cổ, tu luyện thì tu luyện, anh tốt xấu gì cũng phải cạo râu đi chứ, chỉnh đốn lại mình, anh nhìn xem anh bây giờ như ông già vậy, nhìn thấy Trương Mộ Cổ còn trực tiếp chạy đến ôm người ta, người có thể không nghĩ anh biến thái được sao? Có lý, có thời gian tôi chỉnh lý mình lại mới được. Trương Mộ Cổ có chút ngượng ngùng. Sau đó nhìn sang Trương Ngô Ca, nói tiếp, Tô đại thiếu gia, chị ấy thật sự là chị gái Trương Thanh Thủy của tôi, không phải là nhìn giống nhau, chỉ là bây giờ chị ấy bị mất đi trí nhớ rồi, không nhận ra tôi nữa. Anh chắc chứ, Tô Thương lúc này cũng đang nghĩ tới chuyện này, có phải là nhận lầm người rồi không? Chắc. Trương Mộ Cổ nói như đinh đóng cột, chị gái tôi ở trong lông mày bên phải có một nốt ruồi nho nhỏ, không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện ra được. Tôi vừa nhìn kỹ chị ấy thì đúng là bên trong lông mày bên phải của chị ấy cũng có một nốt ruồi giống với chị gái của tôi như đúc. Trương Mộ Cổ nói tiếp, trên thế gian này, có thể có hai người trông giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể ngay cả nốt ruồi cũng mọc ở vị trí giống nhau được, cho nên tôi mới dám chắc chị ấy chính là chị gái Trương Thanh Thủy của tôi. Thì ra là vậy. Tô Thương gật đầu, xem ra phát đoán của Trương Mộ Cổ không hề sai. Trương Ngô Ca quả thực chính là chị ruột của anh ấy. Được nha. Lúc này, Trương Ngô Ca đã phản ứng lại, chỉ vào mặt của Tô Thương, chỉ trích nói, Tô Thương, thì ra là anh quen với tên biến thái này. Hừ, quả nhiên, nồi nào thì úp vung đó, biến thái thì chơi với cha nam, hai người các anh thật xứng với câu thành ngữ hồ bằng cẩu hữu sao? Sao hồ bằng cẩu hữu là cụm từ dùng để chỉ những người bạn không tốt, dùng ở thời hiện đại mang nghĩa tiêu cực. Đợi chút, tôi hiểu rồi, Tô Thương, anh được đấy, ngoan ngoãn thú nhận đi, tên biến thái này có phải là do anh cố ý sắp đặt, mục đích là muốn chơi xấu tôi đúng không? Trương Ngô Ca tức giận nói, tôi với anh không thù không oán, lần trước gặp nhau không phải chỉ là nói anh là một tên công tử bột thôi sao, anh có cần thiết phải bày mưu tính kế? Trương Ngô Ca đang nói, Tô Thương liền ra tay, anh khẽ giơ tay lên đưa một luồng linh khí tiến vào cơ thể của cô ấy. Một giây sau, giọng nói của Trương Ngô Ca bỗng im bặt, trong nháy mắt liền rơi vào hôn mê, cả cơ thể mềm nhũn muốn ngã xuống. Trương Mộ Cổ thấy vậy, thì bước nhanh đến phía trước đỡ lấy Trương Ngô Ca, ôm chị gái mình vào lòng. Ồn ào quá, nói huyên thuyên không ngừng. Tô Thương ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nói, anh Mộ Cổ, tôi cho chị anh ngủ một lúc trước, đợi sau khi làm rõ đầu đuôi sự việc này rồi thì sẽ làm cho cô ấy tỉnh lại, anh yên tâm đi. Linh khí của tôi đối với cô ấy chỉ có lợi chứ không có hại. Được, Tô
Tô đại thiếu gia làm việc, tôi đương nhiên an tâm rồi. Trương Mộ Cổ cười nói, kỳ thực, tôi lúc nãy cũng tính đánh ngất chị ấy, nhưng tôi không dám, tôi sợ sau khi chị ấy hồi phục trí nhớ sẽ đánh tôi bầm dập. Ha ha, bây giờ thì anh không cần lo lắng nữa, tôi thay anh làm rồi. Tô Thương cười to sảng khoái. Tô Thương, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Lúc này, Lý Nguyệt ở bên cạnh nghi hoặc nói. Vợ à! Tô Thương nhìn sang Lý Nguyệt, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ràng cho Lý Nguyệt nghe. Trương Ngu Ca không phải là người gốc Giang Bắc, cũng không phải đến từ nhà họ Trương ở Giang Bắc sao? Người này thật sự là em trai cậu ấy sao? Lý Nguyệt sau khi nghe xong liền cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, nghe các anh nói như vậy, thì em cảm thấy thân thế của ca ca quả thực có chút kỳ lạ. Em chính là 2 năm trước quen biết cậu ấy, lúc trước cậu ấy không ở Giang Bắc, em nghe bác Trương nói, ca ca vẫn luôn sống ở nước ngoài, 2 năm gần đây mới về nước. Nhưng mà trong quá trình tiếp xúc, em phát hiện ngoại ngữ của ca ca rất tệ, thậm chí không biết chút gì về ngoại ngữ cả, một người sinh sống ở nước ngoài 20 năm sao lại không hiểu tiếng nước ngoài chứ? Lý Nguyệt nói tiếp, nhưng mà em cũng không để ý. Em và ca ca lúc ở bên nhau cũng không trò chuyện về mấy vấn đề này, cô ấy rất thích chụp ảnh, cho nên chúng em thường nói về cái này hơn. Tô Thương, ý của anh là ca ca mất trí nhớ rồi, sau đó được bác Trương nhặt đem về nhà họ Trương. Lý Nguyệt nghi hoặc nói. Anh không rõ. Tô Thương lắc đầu, sau đó cười nói, chúng ta đoán tới đoán lui cũng chẳng có ý nghĩa gì, muốn biết rõ chân tướng sự việc, thì đi đến nhà họ Trương hỏi là biết ngay. Lý Nguyệt nghe vậy, bèn gật đầu nói, em biết nhà họ Trương ở đâu, nó cách đây không xa, em dẫn các anh qua nhé. Được. Tô Thương nhìn sang Trương Mộ Cổ, nói, anh Mộ Cổ, vác chị anh lên, cùng đi nhé. Nhà họ Trương chăm sóc chị gái anh lâu như vậy, cũng không có làm hại cô ấy, đến nay cô ấy vẫn là còn là trinh nữ. Tô Thương nói, anh nếu như lẳng lặng đem cô ấy đi như vậy, thì ít nhiều cũng không thích hợp cho lắm, làm gì cũng phải cảm ơn họ một tiếng, như vậy mới hợp tình hợp lý. Vẫn là Tô đại thiếu gia suy nghĩ chu đáo, Trương Mộ Cổ gật đầu đáp lại. Cứ như vậy, đám người Tô Thương do Lý Nguyệt dẫn đầu tiến về phía nhà họ Trương ở Giang Bắc. Nhà họ Trương ở Giang Bắc, cách trang viên nhà họ Lý không xa, tuy không phải là trang viên, nhưng cũng là một biệt thự nguy nga tráng lệ. Thời gian nhà họ Trương ở Giang Bắc cũng không lâu, nên cũng không kinh doanh gì cả. Có người đoán rằng, ông chủ nhà họ Trương vốn là người có học vấn, làm ăn ở phát tài ở bên ngoài, nhưng lại lựa chọn trở về quê nhà, trở về Giang Bắc kế thừa gia nghiệp. Nghe nói, ông chủ nhà họ Trương là người khiêm tốn thích làm việc thiện, sau khi về Giang Bắc không lâu, liền gia nhập tổ chức từ thiện của Giang Bắc, dùng hết sức lực, để làm rất nhiều việc tốt. Đặc biệt là, có một năm Giang Bắc xảy ra một trận lũ lụt, hàng bao nhiêu người dân sống lang thang khắp nơi, không thể trở về nhà. Trương Vân Hải, ông chủ nhà họ Trương liền dẫn theo vệ sĩ người hầu nhà họ Trương, đích thân đi chống lũ ở hiện trường, giải cứu người dân bị kẹt, phân phát đồ ăn nước uống, còn được lên cả tin tức nhà nước, trở thành nhà từ thiện nổi tiếng của Giang Bắc. Dần dần, địa vị của ông chủ nhà họ Trương trong tổ chức từ thiện ngày càng cao. Bây giờ đã là hội trưởng của tổ chức từ thiện rồi. Trương Vân Hải không chỉ thích làm việc thiện, mà ông ấy còn bỏ tiền ra để xây dựng trường học, lấy tên của ông ấy để đặt tên cho trường trung học Vân Hải, trải rộng khắp Giang Bắc. Dựa vào thống kê chưa được xác định, trường trung học ở nông thôn, có 2/10 là trường trung học Vân Hải. Tuy nhiên chỉ có 2 phần, nhưng đối với toàn bộ Giang Bắc là nói, thì đây đã là đủ rồi. Hơn nữa trường học chiếm diện tích rất lớn, mỗi một tòa nhà của trường, có thể to bằng 2-3 tòa nhà của trường tiểu học bình thường. Như vậy có thể thấy được, trên phương diện từ thiện Trương Vân Hải đã tiêu tốn tiền tài như thế nào. Bây giờ, Trương Vân Hải được gọi là Lão Trương tốt bụng, trong mắt những người dân ở Giang Bắc, tiếng tăm vô cùng tốt. Trên đường đi, Tô Thương và Trương Mộ Cổ đã hiểu được tình hình của Trương Vân Hải ông chủ của nhà họ Trương từ chỗ Lý Nguyệt. Hai người họ cũng vô cùng khâm phục Trương Vân Hải. Trên thế giới này, người có tiền rất nhiều, người lương thiện cũng vậy, nhưng có thể làm được đến mức độ như Trương Vân Hải, thì lại không thường thấy, thậm chí có thể nói gần như là không có.
nhất là Trương Mộ Cổ, sau khi nghe được câu chuyện của Trương Vân Hải, liền hạ quyết tâm phải báo đáp Trương Vân Hải thật hậu hĩnh. Thậm chí anh ấy còn định, đợi khi quay lại Phượng Dương, lập tức sẽ cầu xin ông nội, tặng cho Trương Vân Hải một số tiền lớn, coi như là tiền quyên góp để làm từ thiện. Đem tiền quyên góp cho nhà từ thiện như Trương Vân Hải, Trương Mộ Cổ cũng hết sức yên tâm. Dù sao, đến tiền của mình anh ấy cũng đem ra hết để quyên góp, sao có thể lấy của người khác để quyên góp cho ông ấy được chứ? Một đám người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau, đã tới biệt thự của nhà họ Trương rồi. Bên ngoài biệt thự của nhà họ, có hai tên người hầu canh cửa, ăn mặc giản dị, quần áo giặt đến nỗi trắng bệch ra hết luôn. Quan hệ của Lý Nguyệt và Trương Ngô Ca rất tốt, hai tên người hầu này đương nhiên sẽ nhận ra Lý Nguyệt. Lý tiểu thư, cô đến tìm tiểu thư Ngô Ca phải không ạ? Thật không may, tiểu thư Ngô Ca vừa mới ra ngoài rồi ạ, cô ấy nói là đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Một tên người hầu vừa cười vừa nói. Trên đường đi, Tô Thương cảm thấy Trương Mộ Cổ ôm Trương Ngô Ca đang hôn mê, như vậy ít nhiều gì cũng có chút không thích hợp lắm. Người tới người lui nhiều như vậy. Nhìn thấy một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, ôm một người con cái xinh đẹp dễ thương như hoa, sẽ khó tránh khỏi hiểu lầm. Cho nên, Tô Thương liền thu Trương Mộ Cổ và Trương Ngô Ca vào vòng tay chứa đồ, như thế có thể tránh được một chút phiền toái. Thao tác kỳ lạ như vậy, Trương Mộ Cổ cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm, nhưng Lý Nguyệt thì lại vô cùng ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi Tô Thương. Tô Thương đành phải giải thích một chút. Còn nói sẽ đưa cho Lý Nguyệt một chiếc vòng tay chứa đồ, Lý Nguyệt nghe thấy thế liền vui vẻ suốt cả chặng đường đi. Không phải tôi tìm ca ca, tôi đến là muốn gặp bác Trương, bác ấy có ở nhà không? Lý Nguyệt mỉm cười nói. Có ạ. Tên người hầu này cười rồi trả lời, chỉ là tôi không biết ông chủ có bận không, và cũng không biết ông ấy có thời gian gặp mặt cô không nữa, qua một thời gian nữa là đến mùa mưa rồi, ông ấy không muốn để bi kịch tái diễn. Cho nên mới kêu gọi các doanh nghiệp lớn quyên góp tiền, dự phòng tiền vốn, để chuẩn bị chống lũ sớm, bởi vậy gần đây ông ấy khá là bận rộn. Lý tiểu thư, như vậy đi, cô đợi ở đây một lát, tôi đi thông báo với ông chủ một tiếng. Tên người hầu này nói tiếp, cô và tiểu thư Ngô Ca nhà chúng tôi là bạn thân của nhau, ông chủ vô cùng nuông chiều tiểu thư Ngô Ca, chắc là cho dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ dành chút thời gian gặp cô thôi. Vậy thì đã làm phiền cậu rồi, Lý Nguyệt cười nói. Lý tiểu thư đừng khách sáo ạ. Tên người hầu này cười cười, sau đó nhìn Tô Thương và Trương Mộ Cổ một cái, rồi tò mò hỏi, Lý tiểu thư, hai vị này là... À, bọn họ là bạn tôi, cũng là bạn của Ngô Ca, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ bác Trương. Lý Nguyệt khẽ cười nói, trong số bọn họ, có một người là Tô Đại Thiếu Gia của Giang Bắc, còn người kia cũng là một người có tiền ở ngoài tỉnh. Lần này họ đến, chủ yếu là để quyên góp tiền. Thì ra là thế. Tên người hầu này nghe được câu quyên góp tiền, hai mắt bỗng sáng rực lên, nhưng sau đó mới kịp phản ứng lại, ngạc nhiên nói Tô. Tô Đại Thiếu Gia, Lý Tiểu Thư, người mà cô nói chắc không phải là tên Tô Đại Thiếu Gia xấu xa kia chứ, anh ta cũng có suy nghĩ muốn quyên góp tiền sao? Tô Thương nghe thấy thế, biểu cảm bỗng mất tự nhiên, danh tiếng của ông đây. Thực sự xấu như thế sao? Có đấy. Lý Nguyệt vừa cười vừa nói, tôi có hôn sự với Tô Đại Thiếu Gia, chắc chắn tin này đã được truyền khắp Giang Bắc rồi. Gần đây Tô Đại Thiếu Gia thường ở cùng với tôi, dần dần đã cải tà quy chính rồi. Lý Nguyệt nói tiếp, lần quyên góp tiền này, anh ấy cũng chỉ muốn làm chút việc thiện, để chuộc lỗi với những việc ác mà mình đã gây ra trước đó thôi. Như vậy à? Tên người hầu này khẽ gật đầu. Sau đó cười nói, Tô Đại Thiếu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự là phúc phận cho người dân Giang Bắc đó. Mẹ kiếp! Người anh em, lời này của cậu có ý gì thế? Bảo tôi là hoàn toàn tỉnh ngộ, là phúc phận của người dân Giang Bắc cái gì thế? Con mẹ nó, thế trước lúc chưa tỉnh ngộ, thì tôi là tên đầu sỏ bạc đãi, ức hiếp đồng hương à? Không biết nói chuyện, thì cậu nên nói ít đi vài câu được không? Ha ha! Lý tiểu thư, tôi không kéo dài thời gian của hai người nữa, tôi đi thông báo với ông chủ đây. Tên người hầu này cười cười, rồi nhìn sang tên người hầu còn lại, phân phó, cậu đưa nhóm người Lý tiểu thư đến chờ ở phòng khách, rồi chuẩn bị một chút trà, nhất định phải tiếp đãi bọn họ thật tốt vào đấy.
Vâng, một tên người hầu khác trả lời. Ngay sau đó, tên người hầu kia liền hành lễ, quay người đi vào biệt thự, thông báo với Trương Vân Hải. Thú vị đấy, một tên canh cửa, thế mà lại là một tên luyện võ cảnh giới Thiên Tông. Tô Thương đưa mắt nhìn tên người hầu này rời đi, không nhịn được bèn nghĩ, Giang Bắc đúng là một nơi nhỏ bé mà, tông sư căn bản đúng là không gì sánh được. Ông nội Tô Kiền Khôn của tôi, và ông nội Lý Thuần Phong, cùng với Nạp Lan tổ của gia tộc Nạp Lan hồi trước, chỉ riêng ba người bọn họ, đã có thể thành lập tam đại gia tộc siêu đỉnh của Giang Bắc rồi. Ai có thể ngờ rằng nhân tài tiềm tàng của Giang Bắc, là nhà họ Trương còn con, không có danh tiếng gì, lại che giấu cao thủ Thiên Tông chứ. Tô Thương thầm suy đoán, chắc hẳn thực lực của ông chủ Trương Vân Hải nhà họ Trương đã vượt qua Thiên Tông, trên Thiên Tông chính là Thần Tông, chẳng lẽ ông ấy đã đặt chân đến cảnh giới Thần Tông rồi sao? Nửa năm trước, còn chưa bắt đầu cải biến giới luyện võ, nên cảnh giới Thần Tông của giới luyện võ lại càng ít. Nhưng những nhân vật cấp bậc lão tổ tông của các ngọn núi nổi tiếng, cũng chỉ là trên cảnh giới Thần Tông một bậc, đó là cảnh giới võ thần lục địa. Bởi vậy có thể thấy rằng, sự lớn mạnh của Thần Tông. Cho dù bây giờ bắt đầu cải biến giới luyện võ, nhưng thời gian chỉ có nửa năm thôi, có thể nhìn thấy Thần Tông Thiên Tông của địa phương nhỏ Giang Bắc này, đúng là hiếm thấy. Nhà họ Trương này, không đơn giản nha. Các vị, mới đi bên này. Lúc này, một tên người hầu ở hiện trường, nở một nụ cười, rồi làm động tác mời vào. Thực lực anh ta không phải là quá mạnh, chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi, nhưng đối với Giang Bắc mà nói, đó cũng là người siêu mạnh rồi. Sau đó, ba người Tô Thương, Lý Nguyệt, Trương Mộ Cổ, theo tên người hầu này, đi tới phòng khách, yên lặng đợi ông chủ Trương Vân Hải của nhà họ Trương. Tô Thương, phòng chứa đồ mà anh nói, thần kỳ như vậy thật sao, một đồ vật bé xíu, không gian bên trong có thể đựng được nhiều đồ thế sao? Lúc này, vừa ngồi xuống, Lý Nguyệt liền ngạc nhiên hỏi. Tô Thương khẽ cười nói, đương nhiên là thật rồi, vợ à, anh đã lừa em bao giờ đâu? Kỳ lạ thật, Tô Thương, không phải anh bảo muốn tặng cho em một cái à? Bao giờ mới đưa cho em đây hả? Lý Nguyệt nhìn sang Tô Thương, trong đôi mắt đẹp long lanh tràn đầy sự hy vọng. Lúc nào cũng được. Tô Thương cười cười, rồi nói, nhưng, vợ ơi, vòng tay chứa đồ phải dùng năng lượng mới mở ra được, em phải trở thành người luyện võ, hoặc là người tu chân, nếu không thì không thể dùng vòng tay chứa đồ được đâu. Như vậy đi, em tu luyện cùng với anh, đợi em đặt chân đến cảnh giới hóa kinh rồi, thì anh sẽ đưa cho em vòng tay chứa đồ. Tô Thương cười nói. Anh ấy cố ý nói như vậy đấy, không phải Lý Nguyệt muốn che giấu thực lực sao, để xem cô vợ này sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói của Tô Thương, Lý Nguyệt liền xoắn suýt hết cả lên. Bây giờ cô ấy đã che giấu thực lực, định trêu chọc Tô Thương một phen. Nhưng nếu như tiếp tục che giấu, thì không có được vòng tay chứa đồ rồi. Lý Nguyệt rất muốn có được vòng tay chứa đồ, qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng nói ra, Tô Thương, thực ra trước đó em đã lừa anh. Em đã là người luyện võ từ lâu rồi, nếu không tin thì anh cứ nhìn xem, đây là chân khí của em. Nói xong, Lý Nguyệt liền mở ra bàn tay ra, trong chốc lát, bàn tay cô ấy liền xuất hiện một chùm chân khí đang nhấp nhô. Đương nhiên, Lý Nguyệt vẫn còn giữ lại một vài phần. Cô ấy chỉ để lộ ra luồng sóng chân khí cảnh giới hóa kình thôi. Chân khí à? Tô Thương đương nhiên đã nhìn ra, bên ngoài chỉ tỏ ra sự kinh ngạc rồi nói, vợ à, em đã là người luyện võ thật rồi à? Nhìn luồng sóng này, ít nhất cũng phải là hóa kình trung kỳ, vợ ơi, em lợi hại thật đấy, vậy mà đã trở thành người luyện võ cảnh giới hóa kình rồi. Khuôn mặt Tô Thương tràn đầy sự khâm phục và nịnh nọt. Ha ha ha! Tô Thương ngu thật đó. Mình mới để lộ một chút thực lực như thế, mà anh ấy đã kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy sự khó tin như vậy rồi. Nếu như mình mà để lộ ra toàn bộ thực lực, e là sẽ dọa anh ấy ngồi trượt khỏi ghế sofa mất. Phản ứng của Tô Thương, khiến Lý Nguyệt vô cùng thỏa mãn, sau một hồi đắc ý, cô ấy nói một cách khiêm tốn, ngạc nhiên đến nỗi như vậy à, em mới chỉ là hóa kinh thôi, không thể so sánh với anh được, anh mạnh hơn em nhiều. Điều này đương nhiên không phải lời thật lòng của Lý Nguyệt, cô ấy cảm thấy mình mạnh hơn cả Tô Thương, thậm chí có thể lấn áp được Tô Thương,
cô ấy chỉ đang trêu đùa Tô Thương thôi. Có thể Lý Nguyệt không biết là, nàng nói đúng, Tô Thương thật mạnh hơn nàng nhiều. Tô Thương và Lý Nguyệt, hai người họ đều đang diễn kịch. Không không không, vợ ơi, em vẫn lợi hại hơn anh, nửa năm trôi qua, mà có được thành tựu như vậy, quả thực là nhân tài của giới luyện võ. Tô Thương nghiêm túc nói, khoảng 500 năm nay, nhìn chung các ngọn núi lớn, e là cũng không có ai có thể vượt qua em được đâu. Thì ra tư chất của mình mạnh như vậy. Không đúng. Thiên phú thực sự của mình còn mạnh hơn, ha ha ha, mình cứ như là thiên tài có 102 từ xưa đến nay ấy. Lý Nguyệt đắc ý trong lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra khiêm tốn, làm gì khoa trương như thế, đừng khen em nữa, Tô Thương, mau đưa vòng tay chứa đồ cho em đi. Được. Tô Thương mỉm cười, sau đó hỏi, anh có mấy cái vòng tay chứa đồ, nhưng chỉ có thể đựng đồ vật, không đựng vật còn sống được, chỉ có cái anh đang dùng, mới có thể đựng được những thứ vẫn còn sống được thôi. Vợ à, anh cho em cái vòng tay đựng được vật còn sống này, cái này em dùng cũng khá dễ đấy. Không cần đâu, anh cứ giữ lại đi. Lý Nguyệt lại nói, cho em cái khác là được, bình thường em cũng không hay mang theo mấy vật còn sống trên người, em chỉ hay mang mấy đồ trang điểm, với mấy bộ quần áo thôi à. Còn nữa, nếu như em có vòng tay chứa đồ, về sau khi dạo phố cũng không cần túi xách nữa, ha ha, nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi. Lý Nguyệt cười nói, vậy được thôi. Tô Thương gật đầu, sau đó vừa suy nghĩ một cái, trong tay liền có rất nhiều vòng tay chứa đồ. Vòng tay chứa đồ này là của Sắc Phong, mấy thứ bên trong Tô Thương đã lấy ra hết rồi. Tô Thương còn có mấy cái vòng tay chứa đồ nữa, tất cả đều lấy được từ các cao thủ ngoại vực. Ha ha! Lý Nguyệt nhìn thấy vòng tay chứa đồ, liền vui sướng vô cùng, đeo ngay lên tay, vui đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên rồi. Sau đó, Tô Thương dạy Lý Nguyệt sử dụng như thế nào? Lý Nguyệt cũng đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu chiếc vòng. Tô đại thiếu gia, thực lực của Lý tiểu thư. Lúc này, Trương Mộ Cổ ở bên cạnh tới gần bên Tô Thương, nói nhỏ như thầm thì điều gì đó, nhưng đã bị Tô Thương cắt ngang rồi. Anh Mộ Cổ, tôi biết, cô ấy đã ở cảnh giới võ tôn rồi, là tôi đã dùng năng lượng cái biến giới cổ võ, để khiến cô ấy đặt chân đến cảnh giới này đấy. Sau khi ngăn Trương Mộ Cổ, Tô Thương liền truyền âm nói, chỉ là cô ấy tưởng tôi không biết, nên mới cố ý giấu tôi, để trêu tôi đấy. Lúc trước tôi cũng từng giấu cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng muốn trả đũa lại, nên tôi cũng sẽ phối hợp với cô ấy, giả vờ như không biết gì, diễn với cô ấy một vở kịch. Tô Thương nói rõ ngọn nguồn. Sau khi Trương Mộ Cổ hiểu ra vấn đề, liền nở một nụ cười như đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, ba người Tô Thương, Lý Nguyệt, Trương Mộ Cổ ngồi ở phòng khách, đợi ông chủ Trương Vân Hải nhà họ Trương. Đúng lúc đó, ở tầng 3, biệt thự nhà họ Trương. Trương Vân Hải ngồi khoanh chân trong phòng, lúc trước tên người hầu kia đã thông báo tình hình cho ông ấy, bây giờ anh ta cung kính đứng ở một bên. Lý Nguyệt tới, còn mang theo hai người bạn sao? Trương Vân Hải mở hai mắt ra, lạnh lùng nói. Ông ấy đã hơn 80 tuổi, tuy sống ở thành phố, nhưng lại có một mái tóc trắng. Rear map của Trương Vân Hải, không dài lắm, và cũng có màu trắng, hai mắt rất có sức sống, xem ra tinh thần khá là phấn chấn. Đúng vậy à. Tên người hầu đứng bên cạnh đáp, ông chủ, trong hai người bạn của Lý Tiểu Thư, có một người là Tô Thương, đại thiếu gia của nhà họ Tô. Cháu trai của Tô Kiền Khôn sao? Trương Vân Hải hỏi dò. Vâng, Lý Tiểu Thư nói, anh ta đến quyền góp tiền. Tên người hầu này cười giễu cợt nói, chắc anh ta cảm thấy những chuyện mình làm trái với lương tâm nhiều quá, nên muốn làm việc thiện, để bù đắp ấy mà. Ha ha, như thế thì rất tốt, mấy kiểu thù oán này, càng nhiều tốt. Trương Vân Hải nở nụ cười, sau đó hỏi, tôi bảo cậu liên lạc với mấy xí nghiệp lớn trong tỉnh, tổ chức cho bọn họ quyên góp tiền, cậu đã làm đến đâu rồi? Tôi đã thông báo rồi ạ, ngày mai sẽ tổ chức đại hội từ thiện. Phần lớn mọi người đã đồng ý, nhất định sẽ tham gia, nhưng vẫn có người từ chối. Tên người hầu này nói. Dám từ chối tôi hả? Trương Vân Hải nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, ha ha, vẫn quy tắc cũ, liệt kê những người không tham gia vào danh sách, công khai mới mọi người, để bọn họ bị cả tỉnh xa lánh,
chèn ép, đợi đến thời khắc bọn sắp phá sản, sẽ mua về với giá thấp. Vâng. Tên người hầu này lễ phép trả lời. Đúng rồi. Trương Vân Hải như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, Ngô Ca đi đâu rồi? Sao tôi không phát hiện ra khí tức của con bé ở trong biệt thự vậy? Lý tiểu thư tới, con bé không đến tiếp đón sao? Tiểu thư Ngô Ca ra ngoài, vẫn chưa về ạ. Khi trở về đừng quên nhắc con bé uống thuốc, gần đây trí nhớ con bé có chút lơ đãng rồi đấy. Trương Vân Hải dặn dò, thuốc tôi điều chế, một lần cũng được bỏ sót, nếu không rất có thể con bé sẽ hồi phục trí nhớ. Vâng. Người bên cạnh nhận được mệnh lệnh, cung kính đáp một tiếng, cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, hiển nhiên bình thường đều là người này mớm thuốc cho Trương Ngô Ca. Trương Vân Hải gật đầu một cái, nghiền ngẫm cười nói, Ngô Ca à Ngô Ca, tôi nuôi cô 2 năm, cũng nên xong hết rồi, lấy sức khỏe bây giờ của cô, nhất định có thể sinh ra một đứa con thiên tài cho nhà họ Trương tôi, ha ha ha. Nghe nói linh khí sẽ hồi phục bắt đầu từ Giang Bắc, sau đó lan ra toàn bộ thiên hạ, bây giờ thế lực và tán tu khắp nơi đã tụ tập ở Giang Bắc rồi. Trương Vân Hải lẩm bẩm, bây giờ Giang Bắc vô cùng hỗn loạn, không thích hợp ở lâu. Đợi đến khi nhận tiền quyên góp xong, nhà họ Trương cũng nên rời đi, đến lúc đó tôi sẽ tìm một thành phố an toàn để cô sinh con đẻ cái cho nhà họ Trương. Tôi sống 400 năm, đến nay vẫn không có con cháu, không phải là năng lực của tôi thiếu sót, mà là tôi coi thường đám phụ nữ tầm thường kia, cho dù kết hợp với bọn họ thì cũng chỉ sinh ra đám con cháu vô dụng thôi. Trương Vân Hải tôi cả đời không thua kém gì người khác. Một người có thiên phủ trời cho như tôi tuyệt đối không thể có con cháu tầm thường được. Trương Vân Hải hơi híp mắt cười nói, thay vì nuôi một đứa con vô dụng, không bằng không nuôi, nhưng mà Ngô Ca, thiên phú của cô rất tốt, đúng là hiếm thấy, hơn nữa tôi đã sửa đổi cơ thể cho cô, con cháu cô sinh ra chắc chắn sẽ có 1 không 2. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vân Hải không nhịn được hơi nhếch khóe miệng lên, dường như đã tưởng tượng ra được hình ảnh con cháu đời sau của mình là thiên tài. Chúc mừng ông chủ, sắp có được kỳ lân, người trong phòng nịnh nọt cười. Bây giờ còn chưa gieo giống, nói những điều này còn quá sớm. Trương Vân Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó nói, nhà họ Tô và nhà họ Lý là 2 trong 4 gia tộc lớn ở Giang Bắc, chắc chắn sẽ có nhiều tài sản. Nếu tiểu thư nhà họ Lý và đại thiếu gia nhà họ Tô tới quyên góp, đương nhiên không thể bỏ qua, đáng để tôi tự mình ra ngoài tiếp đón. Trương Vân Hải nói tiếp, lần này phải xem thành ý của bọn họ rồi, nếu không thể làm tôi hài lòng, 2 người bọn họ sẽ không có cách nào đi ra khỏi Giang Bắc, cứ bảo nhà họ Tô và nhà họ Lý mang tiền đến chuộc người. Ông chủ, không phải nói lúc trước ông nói không thể quá nóng lòng kiếm tiền để tránh thu hút sự chú ý sao, tại sao hôm nay lại? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trương Vân Hải kiêng kỵ nói, linh khí sắp bắt đầu hồi phục. Rất nhanh Giang Bắc sẽ rơi vào hỗn loạn, chúng ta góp được nhiều tiền rồi có thể lặng lẽ rời đi. Nghe nói đời sau của nhà họ Tô Tô Thương đã là cảnh giới Nguyên Anh, mấy ngày trước ở núi Cửu Phong đã xóa sổ được mấy tên cao thủ ngoại vực. Bên cạnh Tô Thương cũng có mấy người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, tôi không phải là đối thủ. Sắc mặt Trương Vân Hải rất nghiêm trọng, nói, không chỉ như vậy, chắc chắn cao thủ ngoại vực cũng sẽ đến Giang Bắc để ngăn cản linh khí hồi phục. Tóm lại tôi đã không thể nắm được Giang Bắc trong tay nữa, nếu phải rời khỏi, vậy thì không cần phải cẩn thận nữa. Vâng, tên người làm này bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng nói, ông chủ, ông nói đời sau nhà họ Tô tên là Tô Thương, Tô đại thiếu gia này cũng tên là Tô Thương, có thể là cùng một người hay không? Ha ha, Trương Vân Hải nghe thấy vậy thì không nhịn cười được, chắc chắn không thể nào. Tô đại thiếu gia là một tên ăn chơi trác táng, cho dù là tôi cũng chỉ được nghe đồn, mà đời sau của nhà họ Tô Tô Thương nửa năm trước chỉ là cảnh giới trúc cơ, bây giờ đã lại là Nguyên Anh kinh khủng, chắc chắn không phải là cùng một người. Vậy tôi yên tâm rồi, tên người làm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ chế thuốc theo đơn thuốc tôi cho trước đi, ngàn vạn lần không được ngừng thuốc của Ngô Ca lại, tôi sẽ đi gặp bọn họ. Trương Vân Hải nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Rất nhanh bóng người đã biến mất. Giờ phút này, trong phòng khách biệt thự nhà họ Trương, Tô Thương khẽ nhíu mày, sắc mặt dần dần âm trầm, trong mắt lóe lên sát ý.
Lấy thần thức của Tô Thương, đương nhiên có thể nghe được cuộc trò chuyện của Trương Vân Hải và tên người làm kia ở tầng trên. Vốn dĩ, Tô Thương cho rằng Trương Vân Hải là một mạnh thường quân, quyên góp tiền chống lũ lụt xây trường học, còn có một chút kính nể với ông ta. Nhưng bây giờ Tô Thương mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Trương Vân Hải, đúng là giả nhân giả nghĩa. Thậm chí ngay cả việc Trương Ngô Ca mất trí nhớ cũng đều do Trương Vân Hải dùng thuốc gây ra, thật sự là hèn hạ. Thực lực của lão già kia không yếu, đã đạt đến võ tôn đỉnh phong. Tô Thương nói thầm trong lòng, xem ra trước khi cải biến giới luyện võ, ông ta chính là võ thần lục địa, hơn nữa còn là người xuất sắc trong đám võ thần lục địa, tích lũy rất nhiều nên mới có cơ hội đặt chân đến võ tôn đỉnh phong trong nửa năm. Nghe ý của ông ta thì hình như là muốn lợi dụng Trương Ngô Ca sinh ra một đứa con thiên tài cho ông ta. Ánh mắt Tô Thương lạnh lẽo, nói thầm, chỉ với điều này thôi, chắc chắn ông ta đã phải chết rồi, huống chi tên chó má này còn dám để mắt đến mình và Lý Nguyệt, tự tìm cái chết. Giết! Giờ phút này, trong lòng Tô Thương tràn đầy sát ý, ở trong mắt anh, Trương Vân Hải đã là một người chết. Tô đại thiếu gia, sao vậy, có gì không đúng sao? Lúc này, Trương Mộ Cổ ở bên cạnh thấy ánh mắt Tô Thương lạnh như băng, liền nhỏ giọng hỏi. Rất nhanh anh sẽ biết. Tô Thương gật đầu một cái, cũng không trực tiếp nói cho Trương Mộ Cổ. Tô Thương, ha ha ha, em đã có thể thành thạo nắm giữ được vòng tay lưu trữ rồi, vật này đúng là thần kỳ, một cái vòng tay nho nhỏ vậy mà bên trong lại có không gian mấy trăm mét vuông, có thể để rất nhiều đồ vật. Lúc này Lý Nguyệt thu hồi tâm trí. Đưa mắt nhìn Tô Thương, cảm kích nói, Tô Thương, cảm ơn anh đã tặng em cái vòng này. Bà xã, khách khí cái gì, của anh chính là của em. Sự lạnh lẽo trên mặt Tô Thương biến mất trong nháy mắt, khẽ cười nói cảm ơn thì khách khí quá, như vậy đi, tối nay cứ báo đáp anh thật tốt là được. Cút, không đứng đắn. Lý Nguyệt liếc Tô Thương một cái, mặt ngọc hơi ửng đỏ, đương nhiên biết Tô Thương nói báo đáp là gì. Ha ha. Lý tiểu thư, Tô đại thiếu gia, vừa rồi tôi đang ở trên tầng chuẩn bị tiền quyên góp, cho nên không tiếp đón từ xa được. Lúc này, Trương Vân Hải đi từ trên tầng xuống, mặt nở nụ cười chào hỏi. Bác Trương. Lý Nguyệt đứng lên, mỉm cười nói, cháu và Ngô Ca là bạn tốt, bác đừng quá khách khí. Ha ha. Trương Vân Hải cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại đang âm thầm quan sát Lý Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ông chủ Trương. Lúc này, Tô Thương lại khoanh tay, kiêu ngạo nói, tôi không quen biết Trương Ngô Ca, ông vẫn nên khách khí với tôi chút đi. Nhà họ Tô chúng tôi ở Giang Bắc là đứng trên đỉnh kim tự tháp cấp gia tộc. Nhà họ Trương các ông chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, thấy tôi, ông không nên cung kính chào hỏi tôi sao? Nói xong, Tô Thương vẫn tiếp tục phát chéo chân ngồi trên ghế sofa, cũng không có ý đứng dậy. Phong thái vô cùng kiêu căng. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Trương Vân Hải lập tức biến đổi, cơn nóng giận ở đáy mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng ông ta giả nhân giả nghĩa lâu như vậy, đương nhiên sẽ không thể hiện ra. Tô Thương, anh đang nói gì đấy, bác Trương là cha của Ngô Ca, anh khách khí với bác ấy một chút. Lý Nguyệt bên cạnh không rõ cho nên nhỏ giọng khuyên Tô Thương. Anh biết, nhưng có liên quan gì đến anh? Tô Thương tỏ ra vô cùng kiêu căng, nói tiếp, anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tô, đi tới mấy gia tộc nhỏ thế này, ông ta không ra khỏi cửa đón, còn để chúng ta chờ mấy phút, làm sao, là xem thường tôi, hay là xem thường nhà họ Tô? Ha ha, Tô đại thiếu gia hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó, vừa rồi thật sự là quá bận rộn, thu gom tiền quyên góp là quan trọng nhất, chuyện này liên quan đến lũ lụt mấy năm nay. Trương Vân Hải vẫn không bùng nổ. Đang chuẩn bị giải thích. Ông im miệng. Nhưng lúc này Tô Thương lại đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, lũ lụt có quan trọng hơn tôi không? Ông chủ Trương, ông lơ là tôi như vậy, có tin tôi chỉ cần gọi cho cha tôi một cú là có thể khiến nhà họ Trương của ông phá sản, để ông thân bại danh liệt không? Tô Thương ngông cuồng uy hiếp, định ép Trương Vân Hải hiện nguyên hình. Lúc này, đáy lòng Trương Vân Hải cũng đã sớm giận đến mức không kiềm chế được. Ông ta là người luyện võ cảnh giới võ tôn đỉnh phong, đừng nói là nhà họ Tô nho nhỏ, cho dù là các gia tộc lớn trên tỉnh, thậm chí là các ngọn núi nổi tiếng, ông cũng không coi ra gì. Nhà họ Tô chẳng qua chỉ là gia tộc ở Giang Bắc,
người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi, có cái gì mà dám khiêu khích ông ta. Đáng chết! Tô đại thiếu gia này đáng chết! Thiên đường có đường thì cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại cứ xông tới, ha ha ha! Trương Vân Hải cười nhạt trong lòng, hôm nay tôi đang chuẩn bị rời khỏi Giang Bắc, vốn cũng không định khiêm tốn nữa, Tô Thương, hết lần này tới lần khác cậu lại khiêu khích tôi lúc này, đúng là đồ chó má không biết sống chết. Tô Thương, không được vô lễ với bác Trương như thế, đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Ngay lúc Trương Vân Hải muốn ra tay, Lý Nguyệt lại nhìn Tô Thương một cái, nói, nếu anh còn như vậy, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Lúc nói chuyện, Lý Nguyệt len lén ra hiệu cho Tô Thương. Mặc dù cô ấy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chắc chắn là có vấn đề. Lý Nguyệt hiểu Tô Thương, cô biết Tô Thương cũng không phải là đại thiếu gia ăn chơi trác táng thật sự. Ở tình huống bình thường, đương nhiên Tô Thương sẽ không kiêu căng hống hách như bây giờ. Nhưng nếu Tô Thương đã làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân của mình. Lý Nguyệt không biết nguyên nhân này là gì, sở dĩ cô ngăn cản Tô Thương là định hỏi rõ lai lịch của Trương Ngu Ca trước, cho nên mới nháy mắt với Tô Thương. Tô Thương đã nhìn ra được bà xã mình cảm thấy không bình thường, liền không nói thêm nữa, mà làm theo kịch bản của bà xã, anh muốn nhìn xem bà xã sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Bác Trương, Tô Thương chính là như vậy, tính tình không tốt lắm, hay thích dạo oai. Lý Nguyệt cười giảng hòa, thật ra thì bản tính của anh ấy cũng không xấu, bác đừng để ở trong lòng. Ha ha, nghe Lý Nguyệt nói như vậy, Trương Vân Hải liền thu hồi sát ý, cười nói, đương nhiên rồi, bác đã lớn tuổi, sao lại so đo với đám trẻ con các cháu chứ? Đúng rồi Lý Tiểu Thư, hôm nay các cháu tới là vì chuyện gì? Trương Vân Hải cười hỏi, là thế này, bác Trương. Lý Nguyệt mỉm cười cười nói, hôm nay chúng cháu gặp được một người đàn ông ở bên ngoài, anh ta nói Ngu Ca là chị ruột của anh ta, còn muốn đưa Ngu Ca về nhà nhận tổ quy tông. Chị ruột. Trương Vân Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn đi, trầm giọng nói, người nào nói, bác chỉ có một đứa con gái là Ngu Ca, cũng không còn đứa con nào khác, ai dám giả mạo con trai của Trương Vân Hải bác, thật là to gan. Bác Trương, bác đừng nóng giận, nghe cháu nói hết đã. Lý Nguyệt đầu tiên là trấn an một câu, sau đó nói, lý của người kia là Ngũ Ca không phải do bác sinh, mà là xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới lưu lạc đến nhà họ Trương. Được bác nhận nuôi, anh ấy cũng không giả mạo con trai bác, chỉ là muốn đưa Ngu Ca đi. Đương nhiên cháu không tin, Ngu Ca rõ ràng là con gái ruột thịt của bác Trương, sao có thể là nhận nuôi được. Lý Nguyệt khó xử nói, chẳng qua là người kia rất kiên quyết, nói Ngu Ca chắc chắn là chị ruột của anh ấy, cháu không còn cách nào nên mới đưa anh ấy tới đối chất ngay mặt với bác Trương. Bác Trương, bác đừng trách cháu xen vào việc của người khác. Có một số việc vẫn nên làm rõ ràng thì hơn, nếu không truyền đi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Mạnh Thường Quân của bác. Nói tới chỗ này, Lý Nguyệt nhìn về phía Trương Mộ Cổ ở bên cạnh, cười nói, bác Trương, anh ấy chính là người kia, hai người nói rõ chuyện này đi. Ồ, Trương Vân Hải đưa mắt nhìn Trương Mộ Cổ, cau mày nói, cậu là ai? Ra mắt ông chủ Trương, tại hạ là Trương Mộ Cổ, đến từ nhà họ Trương ở Phụng Dương Thành. Trương Mộ Cổ cũng không biết Trương Vân Hải giả nhân giả nghĩa, ôm quyền cung kính chào hỏi. Phụng Dương Thành, nhà họ Trương. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trương Vân Hải lập tức biến đổi, hỏi chính là nhà họ Trương giỏi chống lớn chống nhỏ kia. Nhà họ Trương ở Phụng Dương Thành vô cùng nổi tiếng trong giới luyện võ cổ đại, là một trong những gia tộc luyện võ cổ mạnh nhất, đương nhiên Trương Vân Hải cũng được nghe nói. Đúng thế. Trương Mộ Cổ không phủ nhận, nói ông chủ Trương. Tại hạ cũng không nhận sai người, con gái Trương Ngu Ca bây giờ của ông vốn có tên là Trương Thanh Thủy, là chị ruột của tôi. Khoảng 2 năm trước, chị ấy bị người xấu làm hại, tôi vốn tưởng rằng chị ấy đã chết, không nghĩ tới sẽ gặp lại chị ấy ở Giang Bắc. Trương Mộ Cổ ra đòn phủ đầu, nói cảm ơn ông chủ Trương 2 năm nay đã hết lòng chăm sóc, chờ trở lại Phụng Dương Thành, chắc chắn tôi sẽ nói cho ông nội tôi đúng sự thật để báo đáp. Nghe được những lời này, sắc mặt của Trương Vân Hải càng thêm khó coi, rơi vào trầm mặc. Ông ta không ngờ được người phụ nữ mình nhặt được ở bên ngoài núi Côn Luân 2 năm trước lại có lai lịch như vậy. Nhà họ Trương ở Phụng Dương Thành tồn tại hơn 1000 năm, căn cơ vô cùng thâm sâu, cho dù là ông ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc.
nhưng 2 năm qua, Trương Vân Hải vì đề cao thể chất của Trương Ngu Ca mà đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, mỗi ngày đều cho Trương Ngu Ca uống thuốc, không chỉ áp chế trí nhớ mà còn có các loại thuốc cổ khác. Nói không khoa trương chút nào, một tán tu như Trương Vân Hải đã gần như lấy hết toàn bộ tài nguyên mà mình tích trữ mấy trăm năm ra cho Trương Ngu Ca dùng, chỉ vì để thể chất của Trương Ngu Ca cao hơn, sinh hạ đời sau có thiên phú mạnh mẽ cho ông ta. Bây giờ người nhà họ Trương lại muốn dẫn Trương Ngu Ca đi, làm sao Trương Vân Hải có thể đồng ý được. Nhưng bối cảnh nhà họ Trương rất mạnh, nghe nói còn có quan hệ không tệ với đời sau nhà họ Tô, thậm chí còn có một thanh niên nhà họ Trương đã nhận được quà tặng của cải biến giới luyện võ. Nếu như làm lớn chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ giải quyết. Trong phút chốc, Trương Vân Hải vô cùng khó xử, cuối cùng nói, Trương công tử, có phải cậu đã nhận nhầm người rồi không? Trên đời này có những người trông giống nhau, con gái tôi Ngu Ca từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi, chắc chắn không thể là chị cậu được. Trương Vân Hải nói, ông chủ Trương nói vậy là có ý gì, ngay cả chị mình mà tôi cũng không nhận ra sao. Sắc mặt Trương Mộ Cổ hơi thay đổi, lạnh nhạt nói, tôi đến đây vốn định hỏi xem rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì, không ngờ ông lại không chịu nói, còn kiên quyết nói chị ấy là con gái ông, nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Hôm nay tôi chỉ tới chào hỏi một tiếng với ông, tôi sẽ dẫn Trương Ngu Ca đi, chắc chắn sau này sẽ hầu tạ. Tô đại thiếu gia, chị dâu Lý Nguyệt, chúng ta đi. Trương Mộ Cổ cũng không nói quá đáng. Dẫu sao ở trong mắt anh ấy, Trương Vân Hải là một người tốt bụng. Đi. Nhưng lúc này, Trương Vân Hải lại không ngụy trang nữa, ông ta nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói, sợ rằng mấy người không đi được đâu. Trương Vân Hải vốn là một tán tu, ông ta ẩn nấp ở Giang Bắc nhiều năm như vậy, mục đích chính là len lén hốt bạc để đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình. Bây giờ, linh khí đã sắp hồi phục, rất nhiều cường giả đã tụ tập ở Giang Bắc. Thậm chí còn có những người có thực lực vượt qua Trương Vân Hải. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi Trương Vân Hải nắm trong tay, vì để không xảy ra chuyện, ông ta đã sinh ra ý định rời khỏi Giang Bắc. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Trương Vân Hải quyết định không thể để bất kỳ một người nào trong phòng khách rời đi. Đương nhiên Trương Vân Hải rất kiêng kỵ nhà họ Trương Phụng Dương Thành, ban đầu ông ta cũng không biết thân phận của Trương Ngu Ca, bây giờ biết rồi. Không thể làm gì khác hơn là giết người diệt khẩu. Thấy Trương Vân Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lý Nguyệt bên cạnh sợ hết hồn, vội vàng núp ở sau lưng Tô Thương. Nhưng nghĩ lại, bây giờ mình là cao thủ võ công, còn mạnh hơn cả Tô Thương, không cần phải né tránh. Huống chi, nếu như xảy ra chuyện, mình còn phải bảo vệ Tô Thương gà mờ, vì vậy Lý Nguyệt lại đứng dậy, ngăn cản ở trước mặt Tô Thương. Cô cũng đã bình tĩnh lại. Tiến lên nhìn Trương Văn Hải, cau mày hỏi, bác Trương, bác có ý gì, cháu dẫn bạn tới chỉ để hỏi thăm tình huống một chút thôi, nhưng nhìn dáng vẻ này của bác thì hình như không muốn để chúng cháu rời đi sao. Lý Nguyệt à, Trương Văn Hải nhìn về phía Lý Nguyệt, khẽ cười nói, xin lỗi, có phải đã dọa cháu rồi không, bác trai nói xin lỗi với cháu. Thật ra thì bác trai cũng không muốn trở mặt, nhưng mà Lý Nguyệt, nếu chuyện ngày hôm nay mà truyền đi sẽ rất phiền phức. Trương Vân Hải cười lạnh, nếu để các cháu rời đi, truyền tin tức ra ngoài sẽ rất bất lợi với bác trai. Hả? Lý Nguyệt nói, bác trai, tại sao bác lại nói lời này, không làm chuyện trái lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa, nếu Ngu Ca là con gái bác thì sao bác phải sợ, chẳng lẽ người bạn của cháu nói là sự thật, Ngu Ca là bác nhặt được, thân phận thật đúng là chị gái Trương Thanh Thủy của anh ấy. Việc đã đến nước này, bác cũng không cần phải lừa gạt nữa. Sau khi trở mặt, Trương Vân Hải liền không kiêng dè gì cả, cười nói, đúng như lời mấy người nói, Trương Ngu Ca là tôi nhặt được ở gần núi Côn Luân 2 năm trước. Tôi nhớ rất rõ, lần đó tôi đang hốt bạc ở một thành phố phía Tây, bất ngờ thu được một viên đá năng lượng cực phẩm, kết quả chuyện này bị ông chủ Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn núi Côn Luân biết. Trương Vân Hải nói tiếp, Tây Môn Phong Vân phát hiệu lệnh thông báo cho thiên hạ. Để tôi mang đá năng lượng cực phẩm đến núi Côn Luân gặp ông ta đồng ý ra giá cao mua đá năng lượng cực phẩm của tôi, nếu trong vòng 3 ngày mà tôi không xuất hiện ở núi Côn Luân thì sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng Tây Môn Phong Vân nổi tiếng là xấu xa, ngay cả núi Côn Luân của sư phụ cũng dám chiếm lĩnh,
thậm chí còn giật dây để các thế lực luyện võ cổ đại tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân. Một người hung ác như vậy, sao tôi dám chống lại ông ta chứ? Hơn nữa lúc ấy tôi chỉ là võ thần lục địa trung kỳ mà thôi, không phải đối thủ của ông ta, không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Nhưng may mà Tây Môn Phong Vân đã mua với giá cao thật, chứ không phải cậy mạnh cướp đoạt, trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào. Trương Vân Hải vừa nhớ lại vừa nói, vì thế tôi liền cầm đá năng lượng cực phẩm đến núi Côn Luân, nhưng tới đó tôi căn bản không thấy Tây Môn Phong Vân, chỉ gặp được một người đàn ông tên là Tô Thanh Y ở dưới núi Côn Luân. Người kia rất hung dữ, không nói hai lời đã trực tiếp ép tôi giao ra đá năng lượng cực phẩm, tôi không đồng ý, ông ta liền ra tay đánh tôi bị thương nặng, suýt nữa mất mạng. Trương Vân Hải tiếp tục nói, không có cách nào, tôi không thể làm gì khác hơn là giao ra đá năng lượng cực phẩm theo lời ông ta, như vậy mới thoát khỏi cái chết. Nhưng Tô Thanh Y vừa rời đi, Tây Môn Phong Vân liền tới, hỏi tung tích của đá năng lượng cực phẩm, còn lấy ra nhiều dược liệu cổ, muốn đổi với tôi. Tôi nói đúng sự thật rằng đá năng lượng cực phẩm đã bị cướp, nhưng Tây Môn Phong Vân không tin, hung ác dạy dỗ tôi một trận, hơn nữa còn cướp mất vòng tay lưu trữ của tôi, nói tôi để ông ta mất công chờ đợi, sẽ lấy vòng tay lưu trữ làm bồi thường, đây chính là một nửa tài sản của tôi, lại bị cướp mất như vậy. Nhớ tới đây, Trương Vân Hải cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải tôi đã chuẩn bị trước khi tới chia tài sản ra thành hai cái vòng tay lưu trữ, chỉ mang theo một cái, sợ rằng lần đó sẽ khiến tôi táng ra bại sản. Ban đầu tôi cảm thấy là do số phận của tôi không tốt, nhưng dần dà mới phản ứng được, đây chính là âm mưu của Tây Môn Phong Vân. Trương Vân Hải hung dữ nói, mặc dù Trương Vân Hải tôi là một tán tu, nhưng tôi cũng không nuốt trôi được cơn tức này. Vì vậy tôi đã ẩn nấp ở bên ngoài núi Côn Luân, định tìm cơ hội trả thù gia tộc Tây Môn. Tây Môn Phong Vân có thực lực mạnh mẽ, tôi không trêu chọc nổi, nhưng còn cái đệ tử của ông ta thì tôi lại chẳng thèm coi ra gì. Trương Vân Hải nói, nhưng mà mấy ngày đó mặc dù tôi gặp được hai đứa con trai của Tây Môn Phong Vân đi ra ngoài, nhưng xung quanh đều có cao thủ bảo vệ, tôi mà ra tay chắc chắn sẽ có động tĩnh, đến lúc đó tôi cũng không đi được, cho nên tôi liền nhịn xuống. Sau đó tôi cũng không còn tức giận nữa, dẫu sao gia tộc Tây Môn quá mạnh mẽ, trong thiên hạ này làm gì có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng tôi đã lựa chọn tạm thời bỏ qua cho gia tộc Tây Môn. Trương Vân Hải khẽ cười nói, nhưng ai biết lúc tôi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên gặp được một người phụ nữ bị thương nặng, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi núi Côn Luân. Người phụ nữ này chính là Trương Thanh Thủy mà mấy người nói, khi đó cô ta bị thương rất nặng, nhưng vẫn chưa chết. Trương Vân Hải nhếch miệng lên, nói tiếp, lúc tôi kiểm tra vết thương cho cô ta đã bất ngờ phát hiện, thiên phú tu luyện của cô ta lại hiếm thấy khác thường. Khi đó, cải biến giới luyện võ còn chưa có bắt đầu, hơn 20 tuổi mà đã tới Thiên Tông đỉnh phong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thiên phú như vậy, sợ rằng đưa mắt nhìn toàn bộ giới luyện võ cổ cũng không có mấy người. Hoàn toàn có thể sánh ngang với các thiên tài như Võ Đăng Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ. Mà quan trọng nhất là cô ta vẫn còn là xử nữ. Trương Vân Hải nở một nụ cười nghiền ngẫm, tiếp tục nói, nhiều năm qua, tôi vẫn luôn có ý tưởng tạo ra đời sau, nhưng khổ nỗi không gặp được người phụ nữ nào thích hợp để sinh con cháu cho tôi. Người phụ nữ này xuất hiện đã khiến trước mắt tôi rực sáng hẳn lên, trong nháy mắt đó đã có ý định. Vì vậy tôi liền cứu cô ta, đưa cô ta rời khỏi núi Côn Luân, đi đường suốt đêm về Giang Bắc. Trương Vân Hải cười nói, đáng chết. Trương Mộ Cổ nghe vậy thì vô cùng giận dữ, nói chó má, ông lại dám có ý đồ với chị tôi, không lại dám đánh chị tôi đích chủ ý, không phanh thây xé xác ông ra thì tôi không phải là em trai chị ấy nữa. Vừa nói, Trương Mộ Cổ vừa nhấc trống lớn bằng da thú lên muốn tỉ thí với Trương Vân Hải. Anh Mộ Cổ, đừng nóng vội, bây giờ chị anh vẫn chưa bị thua thiệt gì, vẫn còn là xử nữ. Mà thể chất lại được tăng lên rất nhiều, trong cơ thể có nhiều lực lượng của thuốc cổ, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn. Tô Thương cười một tiếng, sau đó nói, cứ nghe ông ta nói hết đã, tôi rất muốn biết ông ta đã dùng phương pháp gì, lại có thể áp chế trí nhớ của chị anh. Trương Mộ Cổ đối với Tô Thương, tất nhiên là nói gì nghe nấy, dù là giờ phút này trong lòng có tức giận đi nữa, vẫn phải tuân theo ý Tô Thương. Ha ha! Trương Vân Hải thấy vậy, ánh mắt nhìn vào Trương Mộ Cổ, khẽ cười nói, Trương thiếu gia,
cậu còn thật sự tưởng bản thân mình ẩn giấu thực lực, tôi nhìn không ra hay sao? Cái tuổi này của cậu, có thể đạt tới cảnh giới võ tôn hậu kỳ, quả thật làm người ta giật mình đó. Trương Vân Hải thoải mái cười nói, có điều đáng tiếc, hôm nay cậu gặp tôi, thiên tài nhà họ Trương tất nhiên phải chết tại chỗ của tôi rồi. Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra, nhà họ Trương có một thanh niên, có quan hệ rất tốt với hậu nhân nhà họ Tô, khi giới luyện võ mở ra biến đổi, đạt được quyền ưu tiên biếu tặng cho người luyện võ, được nhận tẩy rửa của Kim Quang một bước lên trời, đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Trương Vân Hải nhìn chăm chú Trương Mộ Cổ, hỏi như xác nhận, người này, cũng là cậu hả? Đúng thì sao chứ? Trương Mộ Cổ giọng điệu lạnh lùng nói, hôm nay bất luận như thế nào đi nữa thì ông cũng phải chết. Ha ha ha, thật không may, chúng ta cùng ý nghĩ rồi, nhưng người phải chết chắc chắn là cậu. Trương Vân Hải cười lạnh nói, tôi đối với chuyện biểu tặng khi biến đổi của giới luyện võ đó, tương đối cảm thấy hứng thú, đợi sau khi tôi giết cậu, tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu thi thể của cậu, nhìn xem có thể tìm được thứ gì đó ảo diệu của Kim Quang khi được biếu tặng hay không. Hừ. Trương Mộ Cổ hừ lạnh một tiếng, không hề có chút hoảng hốt nào. Chuyện của Tô Thương ở núi Cửu Phong, đã sớm truyền ra, Trương Mộ Cổ cũng đã biết đến. Vì thế, có Tô Thương ở đây, Trương Mộ Cổ cảm giác cực kỳ an toàn, tất nhiên sẽ không xem Trương Vân Hải ra gì rồi. Chó má, đừng nói mạnh miệng nữa, thành thật khai báo đi, rốt cuộc ông đã làm gì chị của tôi, vì sao chị ấy lại mất đi trí nhớ, thực lực của chị ấy tại sao biến mất hết vậy? Trương Mộ Cổ chất vấn. Cái này hả, coi như các cậu là những người sắp chết, nói cho các cậu biết cũng không sao. Trương Vân Hải kiêu căng cười nói, liên quan tới thân phận chân chính của tôi, rất ít người biết. Quả thật, tôi là một thầy thuốc, áp đảo tất cả những thầy thuốc ở Dược Phương Điện. Trước đó tôi cũng đã từng gia nhập Dược Phương Điện, có điều Dược Phương Điện lắm quy củ, tác phong làm việc quá mức chính phải, tôi lại không thích, liền chủ động rút lui ra khỏi Dược Phương Điện. Nói đến thân phận của mình, Trương Vân Hải cực kỳ tự hào, không có Dược Phương Điện trói buộc, tôi có thể không chút kiêng kỵ mà nghiên cứu các loại dược liệu, chuyện khống chế trí nhớ này, chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc trước chị gái Trương Thanh Thủy của cậu, sau khi đi theo tôi đến Giang Bắc, ngày thứ hai liền tỉnh dậy, tôi hỏi thăm thân phận của cô ấy, thì cô ấy không nói, thậm chí ngay cả tên cũng không nói cho tôi, đối với tôi cực kỳ đề phòng. Trương Vân Hải nói tiếp, đợi sau khi vết thương hỏi hẳn, cô ấy cho tôi một chút thù lao, rồi định rời khỏi, tôi sao lại chịu thả cô ấy đi được chứ, quyết tâm ra tay bắt cô ấy, ép buộc cô ấy phải nghe theo tôi. Nhưng ai có thể ngờ được, chị của cậu tính tình mạnh mẽ như vậy chứ, thế mà đòi tự sát, may mắn tôi kịp thời phát hiện, cứu được từ quỷ môn quan trở về. Trương Vân Hải thoải mái cười nói, tôi có thể thấy rõ ràng, cô ấy rất hận tôi, chắc chắn không thể để như vậy được. Thế là tôi liền dùng thuốc khống chế cô ấy, áp chế trí nhớ của cô ấy, để cho cô ấy quên hết những chuyện trước đó. Sau đó nhân lúc cô ấy mê man, để người hầu bên tai nhắc đến thân phận mới của cô ấy. Trương Vân Hải nói tiếp, vốn dĩ ý định của tôi là để cô ấy làm vợ mình, đáng tiếc xảy ra một chút sai lầm, sau khi tỉnh dậy thì cô ấy lại gọi tôi là cha. Cha thì cha, dù sao cô ấy cũng không còn ác ý với tôi nữa. Tôi mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trương Vân Hải tiếp tục nói, hai năm nay, tôi luôn phải tăng cường sức khỏe cho cô ấy, mỗi ngày đều cho cô ấy sử dụng thiên tài địa bảo, chỉ vì để cô ấy sinh cho tôi một thế hệ sau có thiên tư tuyệt vời. Tôi đem tất cả những tư nguyên có sẵn, toàn bộ đều cho cô ấy, tăng cường thể chất của cô ấy, bây giờ cơ hội gần được rồi, chờ sau khi giải quyết các cậu thì tôi có thể kết hợp với cô ấy được rồi. Trương Vân Hải nhẹ khẽ cười nói, còn về thực lực của cô ấy, ha ha ha, cô gái của tôi, chỉ cần có khả năng sinh sản là được rồi, thực lực không quan trọng, hai năm trước tôi đã dùng hóa công tán, xóa đi chân khí của cô ấy, bây giờ cô ấy chỉ là người bình thường thôi. Hèn hạ, Trương Mộ Cổ mặt trầm như nước, nghiến răng nói ra, ông làm như thế, ông sợ bị nhà họ Trương ở Phụng Dương Thành trả thù hay sao? Ha ha. Trương Vân Hải cười nói, trước đó tôi cũng không biết thân phận của cô ấy, tất nhiên không nghĩ tới điểm này, nếu không thì tôi sẽ thận trọng suy tính, dù sao con người của tôi, không thích phiền phức. Có điều, chuyện đã đến nước này, tài nguyên suốt đời tu luyện của tôi, đều cho chị của cậu hết rồi,
tôi chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tiếp, cũng bởi vì như thế, nên ba người các cậu, cũng đừng mong ai có thể sống sót thoát khỏi nơi đây. Ánh mắt Trương Vân Hải sắc bén nói, được rồi, các cậu có thể lên được rồi, từng người, bắt đầu từ cậu trước đi. Vừa nói, ánh mắt Trương Vân Hải liền nhìn vào Tô Thương, thoải mái cười nói, khuôn mặt của Lý Tiểu Thư xinh đẹp như vậy, tất nhiên phải giữ lại sau cùng, Trương Thiếu Gia là võ tôn hậu kỳ, đối phó với cậu ta cần phí chút sức lực, còn về phần cậu, Tô Đại Thiếu Gia, ha ha ha, chỉ là phế vật mà thôi, chết sớm sớm đầu thai đi. Nghe nói như thế, Lý Nguyệt nhất thời biểu cảm siết chặt, vội vàng bảo vệ Tô Thương sau lưng, đã sẵn sàng chuẩn bị ra tay rồi. Có điều. Trương Mộ Cổ lại lơ đễnh, lộ ra một vẻ định đứng một bên xem náo nhiệt. Cái tên Trương Vân Hải này, thật có mắt nhìn quá, trong ba người, mà cứ hết lần này tới lần khác chọn đúng đại ma vương kinh khủng nhất. Chết đi. Trương Vân Hải không nói nhảm nữa, bỗng nhiên lao đến. Chân khí trong lòng bàn tay phun trào, rõ ràng muốn trực tiếp gạt bỏ Tô Thương. Trong lòng Trương Mộ Cổ, Tô Thương là người có thể xóa sổ được nhiều tên cường giả ngoại vực. Cường giả ngoại vực, ai nấy thực lực đều là nguyên anh đỉnh phong, có thể so với võ thánh đỉnh phong. Mà Trương Vân Hải, chỉ là cảnh giới võ tôn mà thôi, tất nhiên không phải là đối thủ của Tô Thương. Cho nên, Trương Mộ Cổ không lo lắng chút nào. Cũng không ra tay thay Tô Thương nghênh chiến. Lý Nguyệt lại khác, cô cảm thấy Tô Thương mặc dù có chút thực lực, nhưng trước đó, hình ảnh trước đó bị Nạp Lan tổ cảnh giới tông sư truy sát trước đó còn rõ mồn một trước mắt, kết luận Tô Thương đánh không lại Trương Vân Hải, liền khẽ cắn môi, nhất định phải cứu Tô Thương. Vợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nhưng lúc này, Tô Thương lại kéo cổ tay Lý Nguyệt, đồng thời lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Nhưng mà Lý Nguyệt định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Trương Vân Hải đã tới gần rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh tuấn tú khôi ngô, bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở phía trước Tô Thương. Người này vẻn vẹn đưa tay, liền có một lực lượng kinh khủng tuôn ra, trong nháy mắt đánh bay Trương Vân Hải. Đường đường là Trương Vân Hải cảnh giới võ tôn đỉnh phong, thực lực có thể tương đương với kết đan đỉnh phong. Nhưng đối mặt với người đột nhiên xuất hiện này, ông ta không hề có lực đánh trả, cơ thể trùng điệp rơi xuống đất. Phốc! Trương Vân Hải phun ra một vũng máu, cưỡng ép đứng người lên, tập trung nhìn vào, nhất thời sợ hãi không thôi, e ngại nói, ông! Là ông, Tô Thanh Y, sao ông lại ở đây? Không sai! Người đột nhiên xuất hiện đó, chính là Tô Thanh Y. Tô Thương nhìn ra được, vợ mình mặc dù là võ tôn đỉnh phong, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, đánh không lại Trương Vân Hải. Trương Mộ Cổ so Trương Vân Hải thấp một cảnh giới nhỏ, nhưng chắc là có cơ hội giết Trương Vân Hải. Chỉ là nếu làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Tô Thương lại không muốn tại bại lộ thực lực trước mặt vợ mình, để tránh làm cho vợ mình khó chịu. Hơn nữa, Tô Thanh trước đó tại núi Côn Lôn, gặp qua tên Trương Vân Hải gian xảo. Nên tính là ác mộng của Trương Vân Hải, để ông ấy đối phó Trương Văn Hải, hiệu quả tương đối tốt. Vì thế, Tô Thương mới để Tô Thanh Y từ trong tháp hư không ra ngoài. Tô Thanh Y trước đó, có được sự trợ giúp của Tô Thương, đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Mà Trương Vân Hải, bây giờ chỉ là võ tôn đỉnh phong, đối đầu với kết đan đỉnh phong, tất nhiên không phải là đối thủ của Tô Thanh Y rồi. Tô Thanh Y mới ra trận. Vẻn vẹn quơ quơ ống tay áo, liền đem Trương Vân Hải đánh bay ra ngoài. Trước khi đưa ông ấy ra ngoài, Tô Thương đã thông qua linh hồn, nói rõ về tình hình bên ngoài cho Tô Thanh Y nghe rồi. Tô Thanh Y tất nhiên biết chuyện gì xảy ra, sau khi đánh bay Trương Vân Hải, liền quay người cung kính đứng ở trước mặt Tô Thương, chắp tay nói tiểu thiếu gia. Tô Thương gật gật đầu, khẽ cười nói, người này, giao cho ông, đưa ra ngoài giải quyết đi. Đừng làm bẩn mắt vợ tôi. Vâng. Tô Thanh Y cung kính đáp ứng, sau đó ánh mắt nhìn vào Trương Vân Hải, cười lạnh nói, tôi nhớ ra ông rồi, thầy thuốc Trương Vân Hải, 2 năm trước chúng ta đã từng gặp mặt. Hừ. Trương Vân Hải lạnh hừ một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng, tức giận nói, Tô Thanh Y, tôi với ông không oán không thù, vì sao ông lại nhiều lần nhằm vào tôi, làm hỏng chuyện tốt của tôi chứ? Ha ha, ông làm việc gì ác? Chính ông là người rõ nhất,
nếu không xem xét đến chuyện ông là người luyện võ ở trái đất, thì nhiều năm trước, đại sư huynh của tôi đã ra tay xóa sổ ông rồi. Tô Thanh Y giọng điệu lạnh lùng nói, có điều ông vẫn không biết hối cải như cũ, giờ này ngày này, thậm chí chọc phải tiểu thiếu gia của tôi, vậy thì ngại quá, hôm nay chính là ngày chết của ông rồi. Tiểu thiếu gia. Trương Vân Hải dừng một chút, sau đó như tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn vào ngắm Tô Thương, hoảng sợ nói ra cậu. Cậu chính là hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Không sai, Tô Thương lộ ra một nụ cười. Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, Trương Vân Hải lập tức tê liệt xuống đất, cả người hoàn toàn bất lực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Nếu như trước đó, Trương Vân Hải có thể không có chút kiêng kỵ nào, nhưng hai ngày nay, chuyện của hậu nhân nhà họ Tô ở núi Cửu Phong, toàn bộ giới luyện võ này, gần như ai nấy đều biết được. Đến cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, đều thất bại trong tay cậu ấy, bản thân mình lấy cái gì chống lại được chứ? Bây giờ Trương Vân Hải mới biết được, chính mình ngu ngốc đến cỡ nào, lại muốn giết hậu nhân nhà họ Tô, chuyện này thật là kinh khủng mà. Đối phương nhìn qua chỉ là phế vật, chắc chắn là đang che giấu thực lực rồi, mình thật là ngốc quá đi. Tôi hoàn toàn không thể ngờ, Tô Thương ở Giang Bắc, cũng chính là Tô Thương hậu nhân nhà họ Tô. Trương Vân Hải sau khi sợ hãi, liên tục cười khổ nói, nếu như biết thân phận của cậu ấy, thì tôi không dám ho he chút nào trước mặt cậu ấy đâu. Bây giờ mới hối hận hả, thì không kịp nữa đâu, Trương Vân Hải, ông từ khi đặt chân vào giới luyện võ đến nay, làm nhiều việc ác, thậm chí đã từng lợi dụng thủ đoạn của thầy thuốc mà giành lấy giọt máu trong lần đầu tiên của vô số cô gái vô tội, tội ác tày trời. Trương Vân Hải nói tiếp, sau khi ông có chút hối cải, thì đại sư huynh liền tha cho ông một mạng, hai năm trước cũng cân nhắc đến thực lực của ông và thủ đoạn dùng thuốc của ông, nếu giữ lại ông sẽ có tác dụng rất lớn đối với giới luyện võ, căn dặn tôi chỉ cần dạy dỗ ông một trận là được, không được ra tay xóa sổ ông. Nhưng lúc này thì khác rồi, ông tiếp tục làm chuyện ác, cái thế giới này đã chứa không nổi ông nữa rồi. Tô Thành Y ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt sát ý nghiêm túc. Tô đại thiếu gia, Trương Vân Hải biết. Bản thân mình chắc chắn trốn không thoát được, liền hướng mặt về Tô Thương, quỳ xuống đất, cầu xin, cậu cho tôi một cơ hội đi, tôi cam đoan vứt bỏ cái ác chỉ làm điều thiện, tôi hứa sẽ không dám làm bất kỳ chuyện ác nào nữa, từ nay về sau, tôi sẽ xây càng nhiều trường học, bước chân hoàn toàn vào sự nghiệp từ thiện. Im miệng, Tô Thành Y nghe vậy, lạnh lùng nói, đừng tưởng là tôi không biết, ngay từ đầu mục đích xây dựng trường họ của ông. Chính là vì thuận tiện cho ông giành được giọt máu trong lần đầu tiên của những cô gái đó. Chuyện của 20 năm trước, chẳng lẽ ông đã quên, lần đó, người ra tay cảnh cáo ông, chính là tôi hay sao? Tô Thanh Y trầm giọng nói ra, lúc ấy tôi đã muốn giết ông lắm rồi, nhưng đại sư huynh luôn lấy đại cục làm trọng, nên tôi đã tha cho ông một mạng, bây giờ ông còn đòi xin tha mạng nữa sao? Hóa ra là ông. Trương Vân Hải nghiến răng nghiến lợi. Có điều sau đó liền nhận sai, vội nói gấp, từ sau khi ông cảnh cáo tôi liền không dùng đến máu lần đầu tiên của những cô gái đó để nâng cao thực lực nữa. Tôi biết, nếu không phải vậy thì ông đã sớm chết rồi. Tô Thanh Y lạnh lùng nói ra. Tô đại thiếu gia. Trương Vân Hải thấy Tô Thanh Y đối với mình tràn đầy sát ý, biết có cầu xin Tô Thanh Y cũng vô dụng, liền nhìn về phía Tô Thương lần nữa, lên tiếng xin xỏ, sự thật chứng minh tôi là có làm từ thiện mà. Van xin cậu, cho tôi một cơ hội cuối cùng đi. Trương Vân Hải, ông không cần cầu xin tôi nữa. Tô Thương lạnh lùng nói, ông không làm chuyện ác, không phải là bởi vì trong lòng có lương thiện, mà chính là lòng ông e ngại, sợ hãi Tô Thanh Y ra tay giết ông. Loại người như ông, không thể không dùng một đao giết chết, bởi vì một khi cho ông cơ hội, ông sẽ lập tức liền sẽ hóa thân thành ác ma, làm hại thiên hạ. Tô Thương khoát tay áo. Phân công nói, Tô Thanh Y, dẫn ông ta đi đi, tôi không muốn gặp ông ta nữa. Vâng, Tô Thanh Y chắp tay đồng ý, sau đó sắc mặt khó coi nhanh chân đi về hướng Trương Vân Hải. Trương Vân Hải thấy vậy, biết cầu xin cũng vô dụng, cũng không dám ra tay tấn công, thế là đành dùng hết toàn lực, vội vàng chạy ra phòng khách. Ông chạy trốn được sao? Tô Thanh Y lộ ra một nụ cười lạnh, hình bóng lập lòe, đuổi theo sát phía sau. Cứ như vậy, trong phòng khách chỉ còn lại có ba người Tôn Thương, Lý Nguyệt, cùng Trương Mộ Cổ.
Trương Mộ Cổ căn bản không ngạc nhiên gì, bởi vì trước đó anh ấy đã gặp Tô Thanh Y, biết quan hệ của Tô Thanh Y và Tô Thương rồi. Lần trước đến Giang Bắc, người muốn đón anh ấy qua núi Côn Luân, cũng là Tô Thanh Y. Có điều. Lý Nguyệt lại cực kỳ giật mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Tô Thương. Sau khi kịp phản ứng lại, Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, dò hỏi, người vừa rồi đó là ai, lợi hại quá. Ông ấy là Tô Thanh Y, thuộc hạ của anh. Tô Thương khẽ cười nói. Người mạnh như vậy, lại là thuộc hạ của anh hả? Lý Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi, sao ông ấy lại xuất hiện ở đây mà em không phát hiện ra nhỉ? À, Tô Thương giải thích nói, anh vẫn luôn để ông ấy ở trong vòng tay chứa đồ, em quên rồi sao, tay chứa đồ của anh có thể chứa được vật sống đó. Lần này anh từ núi Côn Luân trở về, sợ gặp phải phiền phức, nên đưa ông ấy theo bên cạnh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vừa rồi tình hình khẩn cấp, anh không thể để em đứng ra giải quyết được, vợ à, em chỉ là người bình thường, không phát hiện ra cũng là chuyện rất bình thường mà. Tô Thương cười nói. Đúng đúng đúng. Lý Nguyệt đang còn ở trước mặt Tô Thương, nên vội vàng gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, Tô Thương, Trương Vân Hải nói anh hậu nhân nhà họ Tô, là có ý gì vậy, hậu nhân nhà họ Tô rất nổi tiếng hay sao? Cứ cho là như thế đi, ông của Tô Vô Kỵ của anh rất lợi hại. Đã từng là người mạnh nhất thiên hạ, nghiền ép cả một thời đại. Tô Thương nói, anh là hậu nhân của ông ấy, cho nên người trong giới luyện võ, đều gọi anh là hậu nhân nhà họ Tô. Thì ra là thế. Lý Nguyệt giống một đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi tiếp, ông cố anh mạnh như vậy, sao em chưa từng gặp qua ông ấy nhỉ, cũng chưa từng nghe bác Tô và ông nội Tô nhắc qua. Ông cố anh sớm đã mai danh ẩn tích rồi, kẻ thù của ông ấy tương đối nhiều. Nhà anh sợ bị trả thù nên mới đến Giang Bắc nhỏ nhoi này mai danh ẩn tích. Là thế à? Lý Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Tô Thương, anh bây giờ đang là cảnh giới gì, so ra có vượt qua Thiên Tông không? Nửa năm trước, Tô Thương còn bị người ở cảnh giới Tông Sư đuổi theo đánh, bây giờ Lý Nguyệt hỏi như vậy, còn có chút cảm thấy mình nói quá khoa trương. Thời gian nửa năm, Tô Thương làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được chứ? Thiên Tông! Trương Mộ Cổ bên cạnh nghe vậy, không nhịn được cười, Thiên Tông ở trước mặt Tô Đại Thiếu Gia, tính là cái thá gì chứ, chỉ cần thổi một hơi là có thể quét sạch cả một đám rồi. Chỉ có điều, Trương Mộ Cổ biết, Tô Đại Thiếu Gia không muốn bại lộ thực lực, nên không lắm miệng. Không kém bao nhiêu đâu, anh còn mạnh hơn Thiên Tông một chút xíu. Tô Thương vừa cười vừa nói. Được rồi, mới mạnh hơn Thiên Tông một chút xíu. Thật cùi quá, chắc chắn đánh không lại mình rồi. Lý Nguyệt nhếch miệng, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, mặt ngoài lại ngưỡng mộ nói qua, Tô Thương, anh thật lợi hại, thế mà đã mạnh như vậy rồi. Vợ, chỉ là diễn kịch mà thôi, có cần khoa trương như vậy không? Tô Thương trong lòng không còn gì để nói, sau đó khẽ cười nói, yên tâm đi vợ, sau này có anh ở đây, chắc chắn sẽ không có ai dám trêu chọc em đâu. Dạ. Lý Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nhịn không được mà cực kỳ vui vẻ. Thực lực như gà mờ của anh mà còn nói sẽ bảo vệ em hả, nếu gặp phải nguy hiểm thì tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn đứng sau em đi nha, ha ha ha. Vừa nghĩ đến chuyện Tô Thương sẽ nơm nớp lo sợ trốn ở sau lưng mình, một mình đối mặt kẻ thù cường đại, Lý Nguyệt liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, khóe miệng không kiềm hãm được mà nở ra một nụ cười ngây ngô. Vợ, em sao vậy? Lúc này, Tô Thương cười hỏi. Không, không sao. Lý Nguyệt y như là chim non nép vào trong ngực Tô Thương, đối phó nói, em chỉ là nghĩ đến chuyện, anh cường đại như vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nên không nhịn được cười. À thế hả? Tô Thương tất nhiên đoán được vì sao vợ mình cười, có lẽ cũng là âm thầm đắc ý, cảm thấy bản thân mình rất mạnh. Có điều, Tô Thương cảm thấy thế này rất thú vị, nên vẫn luôn không vạch trần Lý Nguyệt. Rất nhanh. Tô Thanh Y từ bên ngoài đi đến, cung kính nói, tiểu thiếu gia, đã giải quyết xong rồi, đây là vòng tay chữ đồ của Trương Vân Hải. Vừa nói, Tô Thanh Y vừa đem vòng tay chữ đồ, đưa đến trước mặt Tô Thương. Cho anh Mộ Cổ đi, chuyện này là Trương Ngu Ca. Không, phải nói là Trương Thanh Thủy mới đúng, cô ấy là người bị hại, vòng tay chứa đồ của Trương Vân Hải, tất nhiên phải giao cho người nhà họ Trương rồi,
cứ xem như một chút đền bù vậy. Tô Thương nhìn về phía Trương Mộ Cổ, khẽ cười nói, anh Mộ Cổ, nhanh cất đi. Không không không. Trương Mộ Cổ vội vàng khoát tay, từ chối nói, Tô Đại Thiếu Gia, Trương Vân Hải là các anh giải quyết, hôm nay chuyện này, cũng may mà có anh, nếu không, thì tôi với Trương Vân Hải chắc chắn xảy ra một trận ác chiến, hươu chết vào tay ai còn chưa biết mà. Anh giúp tôi nhẹ nhõm xử lý xong Trương Vân Hải, tôi đã vô cùng cảm kích rồi, cái vòng tay chưa đồ này, tôi tuyệt đối không thể nhận được. Trương Mộ Cổ nói nghiêm túc. Anh Mộ Cổ, khách khí với tôi làm gì chứ, anh cũng biết, tôi đã giết mấy tên cao thủ ngoại vực rồi, nên không thiếu tài nguyên tu luyện đâu. Tô Thương nói, huống hồ, vòng tay chứa đồ này cũng không phải đưa cho anh, chỉ là để anh bảo quản trước, sau này phải đưa cho chị Trương Thanh Thủy của anh. Cô ấy mới là người bị hại, đáng lẽ nên được nhận đền bù thiệt hại. Cái này, Trương Mộ Cổ sau khi do dự vài giây đồng hồ, rồi nói, vậy được rồi, Tô Đại Thiếu Gia, tôi không từ chối nữa, phần ân tình này, nhà họ Trương chúng tôi nhớ kỹ, sau này nếu có gì cần, nhà họ Trương chắc chắn dồn toàn lực ứng phó. Tô Thương nghe vậy, cười nói, nghe những lời nói này của anh, khác nào nếu không có chuyện ngày hôm nay, chỉ với quan hệ của hai chúng ta. Chẳng lẽ tôi lại không mời nổi người nhà họ Trương hay sao chứ? Ha ha, mời được nha. Trương Mộ Cổ biết Tô Thương đang nói đùa, nên vội gật đầu, sau đó lấy vòng tay chữ đồ cất đi. Ngay sau đó, Trương Mộ Cổ nghĩ đến chị gái mình, nên nói, Tô Đại Thiếu Gia, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải nhanh chóng đưa chị gái về thành Phượng Dương, tìm cách giúp chị ấy khôi phục trí nhớ và thực lực đã. Thành Phượng Dương có danh y có thể làm được chuyện này, hay là nhà họ Trương các anh có phương pháp gì? Tô Thương dò hỏi. Không có. Trương Mộ Cổ lắc đầu, cười khổ nói, chỉ có thể thử may mắn thôi, lão tổ sống nhà tôi đã sống 400-500 năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp. Có lẽ. Tô Thương nghe nói như thế, khẽ cười nói, vậy thì anh vẫn nên đừng vội trở về thành Phượng Dương thì hơn. Anh đi cùng tôi về trang viên nhà họ Tô đi. Tôi có niềm tin tuyệt đối, có thể 100% chữa cho được cho Trương Thanh Thủy, đồng thời để thực lực của cô ấy, tăng trưởng đến độ cao kinh khủng, anh chỉ cần chờ đợi mấy tiếng là được. Tô Thương nói tiếp, chờ chị của anh khỏi hẳn rồi, anh hãy đưa cô ấy rời khỏi Giang Bắc, về đoàn tụ với nhà họ Trương. Thật sao, như vậy tốt quá. Trương Mộ Cổ kích động cực kỳ, anh ấy cực kỳ tin tưởng Tô Thương. Vội vàng nói tiếp, nếu thế thì làm phiền Tô Đại Thiếu Gia rồi. Khách khí với tôi làm gì chứ, đừng quên, chúng ta là anh em tốt đó nha, ban đầu ở núi Võ Đang, anh biết rõ nếu ngăn cản Nam Cung Giận, là bản thân mình không có đường sống nữa, nhưng vẫn đứng dậy chung một chỗ với Vương Đại Thiếu Gia, những chuyện đó anh đều đã làm cho tôi, bây giờ anh nói cảm ơn với tôi làm gì chứ. Tô Thương giả vờ tức giận nói, nếu còn khách khí với tôi như vậy. Thế thì tôi cần phải đào hố, chôn sống anh. Tô Đại Thiếu Gia. Trương Mộ Cổ nghe vậy, trong lòng cực kỳ cảm động, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng nữa. Bây giờ, Tô Thương địa vị tôn quý, thực lực cao cường, trận chiến ở núi Cửu Phong, giúp anh ấy củng cố vững chắc địa vị của mình. Mà giữa Trương Mộ Cổ và Tô Thương chênh lệch quá xa. Nhưng Tô Thương lại không hề chê, vẫn gọi nhau là anh em tốt như cũ. Cũng không có bày ra dáng vẻ tự kiêu, điều này khiến Trương Mộ Cổ cực kỳ cảm động, có được cảm giác như được ưu ái. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, đi theo tôi đi. Tô Thương cười cười, sau đó nói, Lý Nguyệt, em cũng đi cùng đi, chờ anh xử lý xong Trương Thanh Thủy, anh đưa em đi ăn lẩu nha. Lâu lắm rồi em không ăn lẩu ở tiệm kia rồi, thật sự cũng đang rất muốn ăn đó. Lý Nguyệt mỉm cười cười nói, Tô Thanh Y. Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Tô Thanh Y, sau đó nói, ông tiếp tục ở bên trong tu luyện, hay là cùng đi vào thành phố ăn cái gì đó, thư giãn một chút nhỉ. Tiểu thiếu gia, linh khí khôi phục sắp bắt đầu rồi, tôi đâu dám có tâm trạng đi dạo nữa, vẫn nên tiếp tục tu luyện thì hơn. Tô Thanh Y cười khổ nói. Được. Tô Thương gật gật đầu, sau đó nói, có điều, Tô Thanh Y, tu luyện không phải một lần là xong, cần phải từ từ tích lũy. Không thể nóng lòng được. Thuộc hạ hiểu rồi, Tô Thanh Y cung kính chắp tay đồng ý. Tô Thương gật đầu, sau đó vừa động suy nghĩ, liền đem Tô Thanh Y thu vào tháp hư không,
vẫn nên đưa ông ấy vào không gian chuyên biệt này, để ông ấy chuyện tâm tu luyện. Lý Nguyệt bên cạnh lại chẳng thèm ngó ngàng đến Tô Thương nữa. Xùi! Ai nói tu luyện không thể một lần là xong, đúng là không biết gì hết, em chính là một bước lên trời đó. Tô Thương, chờ đến khi bị em dọa cho chấn động đi nha. Hy vọng tối nay lúc đi ăn lẩu, có thể gặp được người xấu, để cho tiểu tiên nữ Giang Bắc đây, thể hiện thần uy nha. Sau khi mừng thầm một phen, Lý Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền tò mò hỏi, Tô Thương, linh khí khôi phục là cái gì vậy, rất nguy hiểm sao? Vợ, chuyện này em vẫn nên không biết thì tốt hơn, cứ giao cho anh giải quyết là được. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, đi thôi, chúng ta về trang viên nhà họ Tô, còn về nơi này, chờ anh liên hệ một người, để ông ấy đến giải quyết hậu quả đi. Vừa nói, Tô Thương liền bấm một số điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.